Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Đăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 175 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấn like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả qua hình thức ví Momo, ngân hàng hoặc PayPal. Khánh Duy đã để dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe 170 năm Ngược Về Minh Triều, Nguyệt Quan ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bây giờ lại nói trong Tử Cấm Thành sắp bùng nổ một trận đại chiến. Cuộc chiến này dù không có khói thuốc, chiến hỏa nhưng còn mãnh liệt hơn ngàn vạn quân mã, mạnh hơn sự được mất công chiếm thành phủ. Bởi vì trận quyết chiến hôm nay đã quyết định toàn bộ cục diện chính trị của triều đình, từ nay về sau ai sẽ làm chủ đại cục. Cùng lúc đó, một trận chiến tạo phản thoạt nhìn thì không có liên quan, tựa như đối với đại cục triều đình không thể có ảnh hưởng gì, cũng bắt đầu ở Ba Châu. Số người đầu tiên chính là mấy trăm người, giống như một chút ánh lửa, không có gì cuốn hút. Hoàng đế chính đức vừa mới khởi xướng chuyện cho Lục Khoa cấp sự trung, bách quan hưởng ứng buộc tội hai người Dương Lăng và Lưu Cẩn, yêu cầu hai người tự biện bạch trên triều. Lưu Cẩn liền kêu lên một tiếng, bước lên phía trước hai bước, quỳ xuống trước ngự án, khóc hu hu nói: "Hoàng thượng, lão nô vì hoàng thượng mà phân níu, lo lắng hết lòng, không dám có sơ sẩy. Nhưng lão nô là nội thần, bị ngoại đình kiêng kỵ khinh thường, tất muốn diệt trừ hầu hạ. Hoàng thượng còn nhớ khi ngài mới đăng cơ cầm quyền, lão nô chỉ là nô tài hèn mọn khuyển mã trước mặt hoàng thượng, không có chức quyền gì, là có tội lớn ngập trời gì không? Nhưng đám gian thần Lưu Kiến, Tạ Thiên làm phán, lợi dụng bách quan mà ép cung, yêu cầu hoàng thượng giết chết đám người lão nô. Chuyện lúc trước vẫn còn hiện ra trước mắt mồn một, hôm nay chẳng qua là chuyện cũ lặp lại, khác ở chỗ là Lưu Kiến, Tạ Thiên đã chết rồi, đổi thành Dương Lăng, Tiêu Phương mà thôi." Lưu Cẩn nói tới đây, nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu lên chỉ Dương Lăng mà nói: "Dương Lăng phụng chỉ khảo sát khoa đạo, dẫn theo một bang thanh niên vô tri, vô lễ hoang tàn, tự ý lộng quyền, khiến cho giám sát tê liệt, bách quan ai đấy đều bất an. Hoàng cấp sự dâng tấu báo tin vốn chính là bổn phận của ông ta, không biết thế nào Dương Lăng lại quay lại cắn một miếng, chỉ nói lão lô là ý đồ thay đổi mục tiêu để Dương Lăng thoát tội." "Hoàng thượng, ai không biết Dương Thận xuất thân từ môn hạ của Dương Lăng, ai hai người là thầy trò có ơn tiến cử, Dương Thận hẳn là chịu sự sai khiến của Dương Lăng, vu cáo hãm hại lão nô, xin hoàng thượng minh xét cho." Dương Lăng liếc nhìn Lưu Cẩn một cái, thầm nghĩ: "Người này nói chuyện thật truyền cảm, cuốn hút, xem ra tối qua nhất định đã mất không ít công sức luyện tập. Lần trước đám Lưu Kiện, Tạ Thiên đã bố trí vô số tội danh cho họ và cho mình. Khi đó Lưu Cẩn thực sự không có ác độc gì cả, chẳng qua là nô tài nghĩ cách để tiểu chủ nhân vui vẻ mà thôi. Kết quả nói đến hại nước hại dân, quả là tâm ác độc. Hoàng thượng nhớ lại chuyện xưa, tất sẽ đồng cảm với lời nói ngày hôm nay của y thôi." Nhìn hoàng đế chính đức quả nhiên lộ rõ vẻ đồng tình, Dương Lăng nhớ lại lời dặn của Chu Tương Nhi, không dám đánh thẳng vào chỗ yếu. Lời lẽ sắc bén vốn đã chuẩn bị đều không dùng tới, chỉ nói châm trước: "Hoàng thượng rất khiêm tốn, thiện nạp trung ngôn, dẫn dắt bách quan sở gián tỉnh táo lại, vì trong sạch bộ máy chính trị, lấy khoa đạo làm gốc, thần không khỏi hoảng sợ, nhận lấy trọng trách này há không dám tận trung làm việc sao? Thần nghiêm tra khoa đạo, tham quan, lượng lớn chứng cứ đều chỉ Lưu Cẩn. Lưu Cẩn thân là nội tướng, nắm đại quyền phê hồng, hơn nữa nắm quyền khảo sát miễn nhiệm, bổ nhiệm bách quan. Thần tra ra quan viên tham ô phần lớn có dính dáng tới Lưu Cẩn. Lưu Cẩn bẻ cong chủ ý giám sát, tự ý đưa người của mình vào. Quan viên khoa đạo ở kinh không quá 150 người, trong đó quá bán là có tội. Lưu Cẩn làm can, người người đều thấy. Ông ta là vì vậy mà sợ hãi, cho nên bị cắn ngược lại một cái." Dương Lăng trước tiên là nắm lấy chuyện tham ô, xem có cái gì nổi bật rồi tính tiếp. Trương Thái vừa nghe thấy Dương Lăng đề cập tới lại trị và bổ nhiệm, miễn nhiệm quan viên, như vậy ông ta không thể thoát khỏi liên quan, không khỏi lên tiếng biện giải. Dương Lăng chưa nói, bởi vì Dương Thận đã đứng ra trước rồi. Người có chức vị quan cao nói về lời trở mặt, cho dù chỉ là có chút mỉa mai, sẽ có người nói ngươi tu dưỡng không đủ, tiểu đệ xuất mã là được rồi.
Nói đúng thì tuổi trẻ tài cao, nói sai thì kêu là tuổi trẻ khí thịnh. Dù sao, dù nói gì đều là không khí triều đình, triều chính, nhìn người phải nhìn tới sự phát triển. Dương Thận lại giải thi lễ, nho nhã nói: Trương đại nhân lần này sai rồi, hạ quan nghĩ rằng... Lưu Cẩn hận nhất là tiểu tử này gây sự với mình. Hơn nữa, y quỳ gối khóc lóc nửa ngày, hoàng thượng đã quên mất cho y đứng dậy, hai chân cũng đã tê cứng. Vừa thấy gã bước ra, liền như cơ hội đứng dậy, chỉ tay mà nói: To gan, lại bộ thượng thư và uy quốc công gia mở lời trước, tên quan lục phẩm đô cấp sự trung còn con như ngươi cũng dám xía mũi vào sao? Dương Thận bình tĩnh thi lễ với y, thẹn thùng cười, chỉ nói bốn chữ: Ta là ngôn quan. Lưu Cẩn liền tức nghẹn lời: Cái gì mà ngôn quan chứ? Ngôn quan là kết hợp giữa giám ngôn và giám quan, còn gọi là đài gián, thông thường gọi là ngôn quan. Quan chức tuy nhỏ nhưng lại đại diện cho thiên tử, giám sát quan lại các cấp. Hơn nữa, đối với khuyết điểm của thiên tử có thể trực tiếp khuyên can, thậm chí còn phong hoàn thánh chỉ. Hoàng thượng đều có thể thẳng thắn khuyên nhủ, người ngoài lấy cái gì ra mà so đây? Lưu Cẩn đỏ mặt lên, tức giận lùi xuống phía sau. Dương Thận phẩy tay áo một cái giống như là phủi bụi, rồi cung kính nói: Trương đại nhân nói việc tuyển chọn quan khoa đáo, xuất thân là tiến sĩ, đều là sĩ lâm tinh anh, được sự giáo dục của thánh hiền, phẩm chất đạo đức đều tốt. Thế nhưng nếu xuất thân tiến sĩ lại lấy phẩm đức để đảm bảo, 8-9 phần bách quan trong triều chẳng phải xuất thân từ tiến sĩ, phẩm chất đương nhiên là đủ hạn chế, hà tất còn phải thiết lập giám sát khoa đạo làm gì? Chính là trong khoa đạo, đô sát quan viên từ tam phẩm trở lên đều phải tự sửa chữa lỗi lầm, còn phải chịu sự tra xét của lại bộ. Quan viên giám sát của lại cũng định kỳ sát hạch theo quy định, không phải là vì đề phòng xuất hiện xẻ lang, công thất, ưng khuyển tư môn hay sao? Bây giờ hoàng thượng nghiêm khắc điều tra chấn chỉnh quan lại, nếu như thực sự tra ra quan lại tham nhũng vô số, hoàn toàn chứng minh con đường này là đúng, hoàn toàn chứng minh tình hình tham ô của những người như vậy ở Bắc Châu đúng là do sự tự thân khoa đạo, quan hủ bại, đã mất đi vai trò là tai mắt, là tiếng nói. Với việc thanh lọc khoa đạo như vậy, lo gì lại chị không trong sạch, thiên hạ không yên bình đây? Ồ, tài ăn nói này cũng tốt. Người của Dương Lăng Phái cũng tinh thần chấn động, ánh mắt nhìn lướt một lượt, sau đó lại nhìn về phía Trương Thái. Một số quan viên nghe nói Lưu Cẩn đã lấy thư nhờ vả, tranh chữ, mang tặng của mình nhằm làm chứng cứ liên quan mật thiết, uy hiếp mình không nên tham gia vào công kích, vừa hận vừa sợ. Mình không tiện xuất đầu lộ diện, nhưng thấy Dương Thận nói như vậy cũng cảm thấy hợp lý. Chỉ cần công kích không phải là tội tày trời, liên lụy tới mình, hận là không thể khiến y không chịu nổi nhiều hơn. Trương Thái liền tiến lên phía trước một bước, nhướng mày, điềm nhiên nói: Trong lời của Dương cấp sự trung, ai là xả lang công thất, là ưng khuyển của ai đây? Trương Thái thân hình cao lớn, phong thái đạo mạo, tướng mạo anh tuấn, dù tuổi đã trạc tứ tuần nhưng khí chất già dặn, chính là mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành. Dương Thận nét đẹp nội tâm, luận về tướng mạo uy nghi, đối với khí thế của người ở lâu trong chốn quan trường hun đúc ra, đương nhiên là không thể sánh kịp. Bục tội Lưu Cẩn đã là động chạm cực kỳ lớn, dù là có chính xác hay không đều không thể thua khí tiết. Bây giờ bảo gã điểm danh nói họ, chỉ ra đồng lưu khoa đạo của mình, ai đã định bợ Lưu Cẩn, ai đã đầu nhập dưới trướng Lưu Cẩn, Dương Thận không khỏi do dự. Trong lúc gã đang suy xét xem nên làm như thế nào để trả lời một cách quyền chuyển, Dương Lăng đã nhận lấy đề tài này. Trương đại nhân, bổn quốc công phụng ý chỉ của hoàng thượng điều tra quan viên khoa đạo, phát hiện thấy một số vụ án còn tồn đọng liên quan tới Lưu Cẩn đều được giữ lại. Qua thẩm vấn mới biết sự thực, những quan viên khoa đạo này cùng cấu kết với Lưu Cẩn tham ô tiền bạc, bại hoại kỷ cương. Hắn bước lên phía trước một bước, chắp tay nói: Hoàng thượng, thần điều tra khảo cứu khoa đạo, phát hiện thấy rất nhiều sự việc liên quan tới Lưu Cẩn, vốn định thẩm tra kỹ mới tấu lên hoàng thượng. Hôm nay vừa hay công đường đối chất, thần liền dâng tấu lên hoàng thượng, vụ án đã được thẩm tra kỹ. Bách quan văn võ nghe nói hắn muốn tố giác Lưu Cẩn không khỏi căng thẳng, không biết hắn tố cáo Lưu Cẩn tội danh gì. Lưu Cẩn chuyên quyền vô cùng, chuyện trong chuyện ngoài đều ôm đồm. Các quan viên bất luận là chuyện công hay chuyện tư, muốn thuận tiện đều tìm tới cửa nhà y, được y gật đầu mới được. Cho nên lễ vật như thiếp thi nhau đến cửa, cung phụng dâng biếu. Chuyện như vậy không có nghĩa chính là người cùng chung đường, tặng quà cho lãnh đạo chưa chắc chính là thân tín của y. Có một số vẫn là âm thầm đối nghịch với y. Đó là hai chuyện khác nhau, cổ kim cùng có lý. Chỉ khác là thời xưa ngay cả tội liên đới rất nặng, tham nhũng bình thường thì không liên quan, nhưng kết đảng, loạn chính, dao động tới nền tảng lập quốc, lập nước, quảng giao đảng phái là phản nghịch. Nếu như hoàng thượng nghi ngờ tới hai điều này, đó tất sẽ là chịu liên lụy. Lưu Cẩn sở trường cung phụng nghênh tiếp, cũng rất thích được hưởng thụ sự cung phụng của người khác. Những quan lại này vì hợp ý, dù nguyên thần tướng già, tất cũng tự xưng vãn bối môn hạ.
Những tâm phúc của y tự gọi Lưu Cẩn là ân phủ, ân chủ, vân vân. Ví dụ như hình bộ lại thị lang Chu Ân đang ở trên điện là được Lưu Cẩn khảo chúng lần này đề bạt lên. Chu Ân chịu ân, thường thì sẽ viết bài thiếp cho Lưu Cẩn, chữ ký không viết mái thượng mà viết đỉnh thượng, ý là mình đang quỳ dưới đất đầu bái thiếp. Sinh nhật năm nay của Lưu Cẩn, Chu Ân đã tặng quà, viết thiếp qua, đầu óc nóng lên lại phạm vào đại kỵ. Hắn ta tự gọi Lưu Cẩn là thiên tuế, dù có hai ý, ví dụ như chính vì mừng thọ chúc cho y trường thọ nghìn tuổi, nhưng hắn ta vốn dùng chính là nghĩa ngầm trong đó, làm sao nói rõ ràng được đây. Tương tự như vậy, quan viên như hắn ta cũng không phải là ít, đại thần văn võ xem thường nhất là thái giám trong cung. Nhưng thế của Lưu Cẩn lớn tới mức độ nào? Ngày trước Vương Chấn, Uông Trực kiêu ngạo, văn võ đại thần trong triều thấy Vương Chấn liền quỳ xuống một nửa, gặp Uông Trực cũng phải quỳ xuống 3 phần, gặp Lưu Cẩn cũng phải quỳ xuống 7-8 phần. Số người chơi chữ, ca tụng cũng không ít. Lưu Cẩn hao tổn lượng lớn mồ hôi nước mắt nhân dân đang xây dựng cung Huyền Minh. Rõ ràng đây là hành động hại nước hại dân, nhưng với thân phận tôn kính của Lý Đông Dương, vì Lưu Cẩn trên triều chính mà đã chuốc không ít phiền toái về mình, cũng không thể không lá mặt lá trái được, thay y làm bia ký ca ngợi công huân của y. Những người khác có thể nghĩ. Dương Lăng nói: "Hoàng thượng, thần đã điều tra khảo cứu khoa đáo, phát hiện thấy thiếp tố giác của quan địa phương bị giữ lại. Lưu Cẩn muốn phủ kho quân dân thiên hạ, đem tồn kho áp giải kinh sư, khiến cho việc tích trữ của quận huyện trống rỗng. Một khi xảy ra hạn hán thiên tai, không thể kịp thời cứu tế, hậu quả sẽ xấu vô cùng. Hơn nữa, tiền lương áp giải tới kinh đã hao tổn quá nữa, kỳ thực là rơi vào tay của một mình Lưu Cẩn. Các phủ đạo áp giải lương thực tiền bạc không phải là một người có thể làm được. Người biết chuyện rất nhiều, chuyện này chỉ cần điều tra tiếp tất sẽ tìm ra chân tướng thôi." Lưu Cẩn nhận hối lộ, đem hơn 100 du côn vô lại vào kinh thành, tặng chức quan cầm y vệ, cưỡng ép cắm vào các ti phủ Bắc Chấn. Ý muốn làm gì đây? Ngoài ra còn có đám người Hàn Lâm Trương Tuấn đã hối lộ tiền cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn ban đầu chỉ Hàn Lâm biên soạn tu quan sao chép không cẩn thận, lệnh cho những người này chép lại, sau đó vượt cấp tăng cao. Ngay cả những thợ thủ công trang hoàng cuốn sách này cũng đều được thăng lên làm phó sứ văn tư viện. Quan chức triều đình trở thành món hàng hóa cho Lưu Cẩn treo giá, há chẳng phải khiến người ta phẫn nộ hay sao? Còn có... Hắn thấy sắc mặt Lưu Cẩn có chút tái đi, liền nói: "Lưu Cẩn tham ô, nhận hối lộ, chỉ định người của mình, những hành động trái pháp luật, loạn triều cương nhiều không kể xiết. Trong tay thần còn có chứng cứ xác thực, xin dâng cho hoàng thượng một bản. Có một tội nhân bị ngâm nước mà chết, y liền chỉ khuyết điểm của ngự sử Khuông Dực Chi, nhân cơ hội trục xuất, thay vào đó là thân tín của mình. Còn có Hàn Lâm học sĩ Ngô Sĩ Nghiễm cương chính không chức, không chịu đút lót, y liền tìm cơ hội để bãi bức chức quan của ông ta, còn cắt cử con rể nô gia của mình làm Sơn Đông học chính, cấu kết với chấn thủ Sơn Đông Tất Chân, khi đó làm việc xấu bại hoại địa phương, hầu như là khiến cho sông Sơn Đông cá thối nát cá. Còn nữa, mấy quan viên ngự sử tiền Việt đã lui, ban đầu đã từng buộc tội Lưu Cẩn cũng đã bị y gây hấn xét nhà, hơn nữa còn quy tội một nhà phạm pháp, ngay cả quê nhà cũng chịu liên lụy. Tiền ngự sứ sống ở bên trái sông, ngay cả người nhà ở bên phải sông cũng bị vơ vét một lượt. Dương Lăng liệt kê ra hàng loạt tội chứng tham ô của Lưu Cẩn, từ tham ô, mua bán quan, bán muối, thuế vụ đều lần lượt được kể ra, trong đó bao gồm cả cầm y vệ Dương Ngọc, Thạch Văn Nghĩa làm điều xấu, chỉ định tội danh bắt người đòi tiền. Bình Giang Bá Trấn Hùng không đút lót bị Lưu Cẩn vui cho là tham ô, sai đám người Dương Ngọc tới bắt, cướp miễn tử, cáo khoán của tiên triều ban cho. Sau cùng là xét nhà, toàn gia bị đi đày xung quân. Về phần đám người Trương Thái, Lưu Vũ, Dương Lăng nghĩ bây giờ để họ bại lộ không bằng vu khống Lưu Cẩn kết đảng loạn chính, chủ mưu tạo phản, cũng còn có chút lực chấn động, cho nên cố ý để lọt lại. Dù sao hắn vừa rồi đã nói rõ hôm nay bẩm báo là tội đã điều tra rõ ràng rồi, như vậy sau này sẽ có tội danh mới cũng không có gì mới lạ. Mọi người nhìn Dương Lăng kể lại từ đầu tới cuối tội tham ô hối lộ của Lưu Cẩn, dùng quyền mưu tư thầm vững tâm hơn. Đám người Lưu Cẩn và Trương Thái lại có chút kỳ lạ, thậm chí là thất vọng. Lưu Cẩn làm ra vẻ hoảng sợ, thậm chí còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, chính là hy vọng Dương Lăng tức giận, thúc ngựa liều chết xông lên, cho hắn nói hết tội danh thiên đại, nhân cơ hội để hắn xuống. Thế nhưng Dương Lăng như thế nào lại không làm vậy đây? Lẽ nào mình xem trọng hắn như vậy sao? Đối thủ chính đàn giống như kẻ thù sinh tử, người này theo khuôn phép cũ không thể lòng lang dạ sói. Dù là được lòng dân, có hy vọng lại nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng có thành tựu gì đây? Đám người Trưng Thái Tào Nguyên thất vọng nhiều, không khỏi khinh thường hơn. Hoàng đế Chính Đức nghe mà vẻ mặt nhăn nhó, lại có chút buồn bực. Những việc Lưu Cẩn đã làm phần lớn là lấy danh nghĩa của mình để ngụy trang, cũng thông qua một số ít lý do đường hoàng
là bẩm tấu qua y, ví dụ như áp giải tiền kho lương phủ thiên hạ tới kinh sư. Nó là vì thuận tiện cho việc điều động tập trung, thống nhất quản lý, còn có phạm quan phạt gạo, tra xét tiền bạc để bù vào chỗ thiếu về tài chính. Quả thực là y cũng đã từng đồng ý, cũng thực sự giải quyết được vấn đề lớn trong ngân khố trống rỗng trong triều đình. Ngoài ra, còn có một số chuyện khác y cũng chưa từng nghe nói. Từ những chuyện này, rốt cuộc thì Lưu Cẩn đã mò mẫm được bao nhiêu bạc đây? Có bao nhiêu là dùng để làm việc cho y đây? Chính Đức thực sự có rất nhiều câu hỏi trong lòng, thế nhưng lại không thể chất vấn Lưu Cẩn trước mặt mọi người được. Rất không ổn, thật sự rất không ổn, lại có thể đường đường lấp bản thân thiên tử là mình vào. Những lời lẽ của Dương Lăng có bằng có chứng, thời gian địa điểm chỉ nói danh nói tính, mình sao có thể không nghe không hỏi? Hoàng đế Chính Đức cục xúc bất an, ngồi trên ngai vàng mà như ngồi trên đống lửa. Y không biết nên làm như thế nào. Tào Nguyên bước ra khởi tấu, bắt đầu chỉ trích Dương Lăng thích dùng oan ngục, khúc hình, ép cung liên lụy. Sau đó, phân tích tham quan Bá Châu quyết không nhiều như thế, quan lại trong khoa đạo tầm thường quá nửa đều là Dương Lăng vô oan giá họa, đồng thời đưa ra những phương pháp phá án của Dương Lăng, sử dụng những vương tôn công tử không tuân theo pháp luật đấy, sỉ nhục văn hóa, khiến cho sĩ tử dao động, lung lay nền tảng đất nước. Hắn ta vừa nói xong, Tiêu Phương liền bước ra. Chỉ là chủ soái vẫn chưa bị động tới chỗ yếu hại, chưa phát lệnh tổng tấn công, họ cũng không thể xuất chiêu làm rối loạn trận tuyến. Chẳng qua chỉ là thấy chiêu phá chiêu, dùng miệng lưỡi chỉ trích đã kích thích lên vạn phần. Trong điện Trung Hòa bỗng chốc tràn ngập khói súng. Gian giữa là một hố sâu, một chiếc hố lớn đủ để chôn người, hai bên hoặc có ý hoặc vô ý đều bao phủ quanh nó. Một bên công kích đối phương tham ô, nhận hối lộ, dùng quyền mưu tư, một bên công kích đối phương phá hoại khoa đạo, cố pháp liên lụy. Ai nấy đều nói lời hay ý đẹp, khẳng khái dõng dạc. Tình hình chiến đấu này như kịch liệt, lại giống như nhân mã hai đội cách một con sông lớn, tên bắn như mưa vào nhau, chống trận rung vang trời, lại không có một binh một tốt nào tiếp xúc với nhau thực sự. Luận chiến biến, chiến quần chiến, nhân vật chính ngược lại trở thành nhân vật phụ. Lưu Cẩn và Dương Lăng đứng hai bên ngự án im lặng không nói, quần thần phía dưới tranh luận mặt đỏ tía tai. Lòng Dương Lăng đã bay ra khỏi đại điện. Nhất định không được nhắc tới những tội loạn chính mưu nghịch, tất sẽ bị tội chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này vẫn không thể hiểu được, sao lại có thể dốc sức đánh một kích được đây? Lưu Cẩn cũng đang thăm dò dụng tâm của Dương Lăng. Tội danh này vin cho ta sao? Rất nhiều chuyện ta đều làm theo cờ hiệu của Hoàng thượng, trong đó có bao nhiêu chuyện là việc của vua giao, có bao nhiêu chuyện là nhét vào hầu bao của mình. Những con số mơ hồ này trừ phi ta đổ, người mới tra rõ thôi. Nhưng người không điều tra rõ ràng, sao mà lật đổ được ta đây? Dương Lăng ơi Dương Lăng, người hao tổn tâm cơ, hóa ra cũng không bằng một giọt nước. Ta thực sự đã quá xem trọng ngươi rồi. Cái gọi là cây trổi quét sao trên trời, chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Một số quan viên biết tin tức từ đám đại lão Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa dường như còn không biết tình hình, nhân lúc rối loạn thì thầm vài câu. Hai vị đạo sĩ bây giờ mới hiểu nhuệ khí của Dương Lăng bị mất hết xuất phát từ đâu. Nếu đã không thể một lòng được nữa, trước khi giải quyết chuyện này không nên quyết đấu một trận sinh tử. Trước tiên nghĩ cách giải trừ lo lắng sau này đã. Vừa nghĩ đến đây, hai vị đại học sĩ liền rất nhiệt tình tham gia vào. Lý Đông Dương không công khai bày tỏ thái độ, cho nên địa vị càng cao hơn, lại càng hợp thời, rất tiện để cho thêm nhiều chi tiết tranh luận vào nồi thức ăn tạp này của cung đình. Trong thoáng chốc, trận đại quyết chiến biến thành trận cãi cọ. Cuối cùng Chính Đức đã hiểu. Uổng công ta lo lắng mất ăn mất ngủ, văn võ cả chiều, đây đều là rảnh rỗi quá mà. Đám người Lưu Lục, Lưu Thất, Lưu Huệ lúc bấy giờ đổi lại trang phục màu xám, cổ thắt khăn đỏ, còn chưa bịt mặt, thanh mã đao đeo phía sau lưng. Chùm tua đỏ phất phơ bay qua, sắt khí kinh người, trước mặt là một hàng đàn ông cơ thể trắng kiện, ai nấy đều được trang bị đầy đủ, tay dắt ngựa giữ. Đại ca, đã thông báo tới các huynh đệ rồi, mọi người đều xoa tay nóng lòng, đều sẵn sàng cùng các quan phủ, không giữ tín nghĩa là một trận lớn. Ta đã tập trung nhân thủ của chúng ta lại rồi, ngựa chiến đều là nhà có sẵn cả, chỉ là vũ khí đã bị tịch thu, bây giờ chưa kịp làm. Ca và Phong Lôi, lão hổ trở về tập đạo doanh, triệu tập mọi người trong quân chúng ta đi, nhân lúc đêm tối mở kho quân giới, chúng ta xông vào phân phát vũ khí, lập tức đập kích thành Bá Châu trong đêm. Trương Mậu đứng phía trước, từng ngọn đuốc cháy phần phật, ánh lửa hồng trên khuôn mặt và hai mắt của y dường như phảng phất hai đốm lửa nhảy múa. Được, dựa vào huynh đệ chúng ta có thể giành được thiên hạ rồi. À mà đúng rồi, em họ ta hiện đang đóng trú tại phía giáp doanh ở thành Bắc, ta muốn cử người tới tìm hắn ta khởi sự, các người thấy thế nào? Phong Lôi ngẩn cả người ra nói. Đại ca, hắn ta là quan phủ, có chắc làm cùng chúng ta không vậy? Trương Mậu nói. Ta tin hắn ta,
Em họ ta cũng là đàn ông nghĩa khí ngất trời. Hiện giờ quan đang ép dân làm phán, huống hồ hắn ta cũng chịu sức ép của Lương Hồng, trong lòng sớm đã khó chịu rồi. Không giấu gì các ngươi, khi ta vừa mới bị bắt, em họ ta đã nghĩ cách cứu ta ra khỏi nhà lao. Nếu biết ta làm phán, em họ tất sẽ theo ta. Hình lão hổ suy nghĩ một hồi rồi nói: Đại ca, trời cũng đã tối rồi kìa, hơn nữa đêm nay khởi sự, chúng ta muốn tập kích trước tiên là tập đạo doanh, cướp lấy binh khí và lấy Ba Châu. Em họ ca ở phía giáp doanh khá xa kìa, cho dù hắn ta có theo ca cũng phải chỉnh đốn nội bộ trước, sau đó mới dẫn quân đuổi theo đầu hàng, cần thời gian quá lâu. Hơn nữa đây là chuyện lớn, cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Lưu Lục trầm ngâm một hồi rồi nói: Đại ca, lão hổ nói có lý. Theo ý kiến của ta, chúng ta vẫn nên hành sự theo kế hoạch, giành lấy Ba Châu, trước tiên lấy được binh mã tiền lương kìa. Nếu như em họ của ca có lòng muốn theo ta, biết được tin này sẽ tự đưa ra quyết đoán. Dù sao một tập đạo doanh còn con, chúng ta cũng không cần phải giúp ca, ca thấy thế nào? Trương Mậu suy nghĩ hồi lâu liền nói: Được, cứ thế làm đi. Bây giờ ta quay về doanh trước, trước tiên là kết quả của đồng thủ bí. Các ngươi chỉ thấy lửa cháy lên, lập tức lên ngựa, lấy binh khí chúng ta chạy thẳng tới phủ thành. Trương Mậu dẫn theo Lưu Nhập Thất trở về tập đạo doanh. Lưu Nhập Thất là thủ hạ đại tặc của y, là tâm phúc nhiều năm theo y, cũng là trợ thủ được tín nhiệm nhất của Trương Mậu. Trong quân không cho phép uống rượu, không cho phép có phụ nữ, nhưng do vì tập đạo doanh đóng ở xa phía ngoài thành, đi lại thuận tiện, đồng thủ bị lại không quản lý những chuyện này. Lúc này trong trướng của y không những có rượu có thịt, còn có một người phụ nữ thể thái xinh đẹp đang ngồi trên đùi của y, dùng miệng làm chén đổ rượu vào miệng y. Đồng thủ bị trên dưới giở trò đang hưởng thụ trong nhà, bỗng rèm trướng mở lên, một bóng người cao to đi vào. Người phụ nữ đó liền thét lên một tiếng chói tai, muốn nhảy dựng người lên. Đồng thủ bị liền giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, cười ha hả nói: Hê hê, bà bối đừng sợ, trong quân doanh này coi như ta là quan lớn nhất đi, nàng yên tâm hầu hạ lão gia, hầu hạ lão gia. Đồng thủ bị nói xong liền sầm mặt và nói: Là Trương Bách Hổ, có chuyện gì sao? Muộn thế này cũng không thông báo mà đã đi vào rồi, còn có quy củ gì nữa không vậy? Trương Mậu quân trang chỉnh tề, khôi ngô anh tuấn, còn cao lớn hơn dáng vẻ gầy còm của đồng thủ bị rất nhiều. Trương Mậu cười nói: Đại nhân dạy rất phái, hôm nay hạ quan về nhà một chuyến, thấy cuộc sống trong quân thật kham khổ. Đại nhân ngài vì nước làm lụng vất vả, cuộc sống kham khổ, hạ quan vô cùng cảm kích, đặc biệt mang 200 lượng bạc về hiếu kính ngài. Y vừa nói vừa bước gần lại, đồng thủ bị nghe xong bỗng thay đổi thái độ, mặt mày hớn hở nói: Ây da, Trương đại nhân, khách khí gì chứ? Ngươi xem, ngươi xem, ồ, có ngồi xuống uống một ly rượu hay không? Không, đại nhân ngài đang bấn, thuộc hạ lập tức phải hồi doanh rồi. Ngài biết ta ở trong thành, bạn thân bằng hữu cũ nhiều, đây là xã giao, xã giao. Đồng thủ bị hiểu ý, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào tay hắn đang ôm. Lúc này, Trương Mậu đã bước tới trước mặt, y biết tên đồng thủ bị này gầy yếu, thế nhưng công phu lại không yếu. Dân phong của Bá Châu dũng mãnh, vốn là thượng võ, sĩ quan tập đạo danh mà lại không biết không thông võ nghệ hay sao? Chìa khóa kho quân giới trên người đồng thủ bị, quan binh trung thành với đồng thủ bị trong quân đã chiếm bán nửa. Không giết đi trước tiên, muốn thuận lợi tập kích chiếm lấy tập đạo doanh, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều rắc rối. Từ trong ngực Trương Mậu rút ra một thỏi vàng nguyên, lấp lánh, lóe lên ánh hào quang mê người. Người kỹ nữ này bỗng sáng rực hai mắt lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thỏi vàng đấy. Đồng thủ bị thì ngây người ra, nghi hoặc ngẩng đầu lên nói: Trương đại nhân, không phải nói 200... Y vừa nói tới đây, liền phát hiện thấy nụ cười trên mặt Trương Mậu đã biến mất hoàn toàn, sát khí dữ tợn nổi lên trên mặt. Đồng thủ bị hoảng hốt, lập tức đẩy người phụ nữ trong lòng về phía Trương Mậu, đồng thời một chưởng đấm vào phía bụng dưới của y. Thế nhưng đã muộn rồi, ngay trong khoảnh khắc y ngẩng đầu lên, nghi ngờ, không đề phòng cổ họng đã bị Trương Mậu bóp chặt lại, vang lên tiếng xương bị bóp nát. Nắm tay nắm được một nửa, đã không còn sức nữa, đánh vào cơ bụng Trương Mậu như đánh vào sắt cứng. Nhưng người phụ nữ đó ngã đã đẩy vào ngực Trương Mậu. A! À! Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi vang lên, bàn tay đã chặn kín lấy miệng của nàng. Một nửa khuôn mặt bị bàn tay đó che lại, chỉ lộ ra đôi mắt trợn trừng lên. Chớ có lên tiếng, không muốn chết thì câm miệng. Người phụ nữ muốn gật đầu, nhưng bàn tay có lực đã giữ chặt lấy cả khuôn mặt của nàng, ngay cả đầu cũng không gật được. Trương Mậu mỉm cười, buông người phụ nữ đó xuống, sau đó lại nhấc đồng thủ bị lên, sờ lấy chiếc chìa khóa ở thắt lưng của y. Người phụ nữ thấy mắt đồng thủ bị lồi lên, lại a một tiếng chói tai. Vẫn là tiếng kêu chói tai trong khoảng thời gian ngắn, Trương Mậu phất tay một cái, liền chém vào cổ nàng. Xương cổ liền bị chặt đứt, chiếc đầu mềm như bông cụp lấy, thi thể đứng thẳng trong chốc lát rồi mới phịch tung một tiếng ngã xuống đất.
thế nào cũng phải chết mới không lên tiếng sao? Đúng là đàn bà. Trương Mậu khinh thường liếc nhìn cô gái, moi chìa khóa từ ngực đồng thủ bị ra, quay người đi ra khỏi trướng. Cả dãy doanh ở cửa đã chỉ còn lại một chiếc là sáng. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai thi thể nằm dưới mặt đất, đó là hai tên lính bảo vệ trước trướng, bây giờ đổi thành người của Trương Mậu. Trương Mậu khẽ nói: "Mau đưa hai thi thể này vào trong, ta tới kho quân giới. Nhập thất đi thông báo cho người của chúng ta đi, lát nữa nghe thấy tiếng trống lập tức đốt cháy." "Vâng." Hai tên thân binh cùng đồng thanh đáp lại, không người nâng hai thi thể lên, tung một tiếng ném vào trong trướng. Trương Mậu chỉnh lại quần áo, đi về phía kho quân giới. Đồng thủ bị đã chết, tập đạo doanh như rắn mất đầu, chỉ cần người của y vừa tới, chắc chắn sẽ chạy tán loạn. Quan thủ kho cũng là người của đồng thủ bị, nhưng những người như vậy lại là người không cần phải phòng. Trương Mậu xuất mã, thất làm mã đáo thành công. Lưu Lục đứng phía dưới cây táo trên gò đất, căng thẳng theo dõi tình hình trong tập đạo doanh. Trời tối, đêm nay ánh trăng sáng mờ chiếu xuống doanh trại, màn đêm đấy giống như là một bóng ma. Bỗng nhiên lửa cháy lên, ngay sau đó lại là một đốm lửa nữa sáng lên. Lưu Lục hưng phấn bật cười: "Đại sự đã thành rồi, các huynh đệ lập tức xông lên!" Một cú trở mình ngoạn mục, Lưu Lục thúc vào chiến mã, trường đao ào rút ra khỏi vỏ, hét lớn: "Xông lên!" Tiếng vó ngựa rung lên, giật cương ngựa xông lên phía trước. Bọn Hưởng Mã Đạo theo thói quen cũ vẫn lấy khăn che mặt điều khiển chiến mã, trong tiếng kêu la thảm thiết xông thẳng tới tập đạo doanh. Mã tặc tập kích doanh trại, quân giới mất hết. Lúc bấy giờ Lương Hồng vẫn còn chưa ngủ. Đêm nay đám người Chi Châu Đồng Chi tới mời ông đi ăn cơm, bây giờ mới trở về. Trong thời gian quốc tang không cho phép ăn uống tiệc tùng giải trí, thế nhưng ở địa phương thực sự tuân thủ cũng không nhiều. Hơn nữa yến tiệc lần này là quan lại ngụy trang dùng cơm nói chuyện công mà tới, lại không phải đắc tội gì quá lớn. Ai dám đắc tội với Lương Công Công, mạnh mẽ có hậu đài đứng sau lưng đây. Tắm rửa xong, thay chiếc áo bào trắng mềm mại, ngồi lên ghế, cầm chén trà thơm mới pha, Lương Hồng vui vẻ ngâm nga một đoạn ca từ, nói với quản gia: "Lão già ta ra ngoài dự tiệc, đám người Trương Mậu có tới không?" Quản gia liền nói: "Hồi bẩm lão gia, không có, tối nay cũng không có ai tới." Lương Hồng nhắm mắt lại, đặt chén trà vào sắt miệng, uống một ngụm, nheo mắt cười nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đó là còn chưa biết sự lợi hại của Lương lão gia ta rồi. Được, không mời không tới, đúng không? Rượu mời không uống, đúng không nào? Không nề mặt, đúng không? Ta..." Lão vừa nói tới đây, cửa bóng ngoà bầm xông tới. "Lão gia, Trương Mậu tới rồi." Lương Hồng vỗ đùi một cái, vui vẻ nói: "Tôn tử này, không kìm nổi mình nữa rồi." Lão lại nhấp một ngụm trà: "Xem ra cũng thực đau lòng, lúc này mới tới, còn làm gì nữa chứ, gọi y vào đây." "Hả, vào đây sao?" Người góc cổng trừng mắt lên nhìn: Lão gia, Trương Mậu phản rồi, đang công thành, sắp vào được rồi." "Hả?" Lương Hồng liền nhảy dựng lên, tách trà rơi xuống đất vỡ vụn, run run nói: Người nói cái rắm gì vậy, Trương Mậu phản rồi ư, hắn ta dám phản sao?" "Đúng vậy, lão gia, tuần kiểm nha môn gửi tin tới, Chi Châu Đồng Chi, Thôi Quan các vị đại nhân đã lên thành rồi. Người ta gửi thư tới cho ngài, nếu không ngài nghe đi, tiếng hô giết đứng ở trong viên cũng nghe thấy kìa." Lương Hồng mặc một bộ đồ lót trắng mỏng, đi giày chạy ra ngoài sân lắng tai nghe. Thành Bá Châu tổng cộng mới có bao lớn, tiếng hô giết quả nhiên đã ầm ầm bên tai. Lương Hồng hoang mang liền hỏi: "Trương Mậu có bao nhiêu người, bao nhiêu người phản?" Người gác cổng lắc lắc đầu nói: Tiểu nhân không biết, nghe tuần kiểm đại nhân nói có hơn 2.000 người, tập đạo doanh nổi lửa đã xong hết rồi." Lương Hồng hít sâu một hơi, sửng sốt đứng ở đó một hồi, hai mắt đảo liên tục, lúc sau liền dừng lại, hình như có chút mơ hồ, chớp chớp mới tìm được người gác cổng, liền hét lên với hắn ta: Mau đi, mang cỗ kéo, không, dắt ngựa tới, lập tức dắt ngựa tới. Già tướng, nô dịch mau mang áo vào, bình khí, dắt luôn cả ngựa tới đi." Trong sân liền bận rộn hẳn lên, không ai dám ngủ, tất cả người hầu đều thu dọn. Lương Hồng mặc đồ trắng, giống như cô hồn lang thang ngoài sân, vừa thấy có người dắt ngựa tới, liền giật lấy dây cương, bước nhanh ra cổng hỏi: "Phản tặc Trương Mậu tấn công Tây Môn phải không?" Vâng thưa lão gia, ngài có cần mặc thêm áo không? Ngài muốn lên thành, lão gia, ngài đi nhầm đường rồi." Chỉ thấy Lương Hồng lên ngựa, chạy thẳng tới Đông Thành, đúng là khoái mã như bay, cắt bụi bay mù mịt, người gác cổng nhìn theo, chưa kịp nói xong, lão gia đã dẫn theo mấy tên thân binh biến mất.
đám nô dịch gia đình đang bồn chồn bỗng nghe thấy tiếng ngựa chân ầm ầm. Lương Hồng dẫn người quay trở lại, người gác cổng cười mở cửa nghênh đón. Trấn thủ lão gia, ngài đi nhầm hướng rồi, Trương Mậu ở Tây Thành mà. Lương Hồng nhảy xuống ngựa, đưa tay ra đẩy, căn bản không để ý tới y mà xông thẳng vào trong phủ. Người quản gia tuổi tác đã cao, vừa bước ra chân cũng chậm hơn, vẫn chưa nhìn rõ đã thấy lão gia trở về rồi, liền chạy thẳng vào trong phòng ngủ của lão. Lát sau, chỉ thấy Lương Hồng ôm một cái hộp chạy vù vù ra. Bá Châu bây giờ không phải là biên tắc, dù là có thành cấm lại không có quan binh thủ thành. Biên thành Bá Châu duy nhất có một cánh võ trang chính là tập đạo doanh. Những lão binh hư ứng đó kỳ thực chỉ phụ trách việc đóng mở thành, có thể đánh được gì đây? Nếu như Trương Mậu có thể kêu gọi được hàng nghìn nhân mã, ngay cả tập đạo doanh cũng thần không biết quỷ không hay mà bị đốn ngã như vậy rồi. Bá Châu dựa vào một đám tuần kiểm nha dịch có giữ được không? Lương Hồng không phải là một kẻ ngu, là người biết tính toán đến được mất nhất. Bình thường thì ta nói là tính toán, nhưng luận về phương diện mục thú, đó có lẽ không phải ta mà là Chi Châu. Y phụ trách thủ thành đến chết còn có khen thưởng, bỏ thành mà cháy, không những chém đầu mà còn để người đời chửi rủa. Nhưng ta tội gì bồi táng theo y? Trương Mậu thuật tha cho ai chứ không tha cho ta đâu. Những chuyện này Lương Hồng đã nghĩ thông, cho nên phân tích thế thành trì khó giữ, liền quyết định rất nhanh chạy trốn khỏi kinh sư. Lần này Lương Hồng nhảy lên ngựa chính là chạy thẳng đến phía đông, chuyến đi này có thể sẽ không quay trở về. Lại nói, kế hoạch trừ gian đã lâu biến thành cãi cọ, hai bên đều không ai nhường nhịn ai, công kích lẫn nhau. Trong điện Trung Hòa tranh cãi với nhau tới mức đỏ mặt tía tai, nhưng hai đương sự và trọng tài lại thành người đứng xem. Quan viên hai phe thần tử Trung Kiên và Quế Nước Đục vẫn luôn cãi nhau tới giờ thìn. Hoàng đế không thể không lên tiếng yêu cầu tất cả xuất cung, lúc này mới tạm thời lắng xuống. Dương Lăng lúc này mới biết rõ chân tướng, sau khi cùng đám người Tiêu Phương nghiên cứu một hồi, cũng không thể không cúi đầu tang thương đón nhận hiện thực này. Các quan viên hết sức coi trọng thanh danh, nếu không lại trừ được mối lo này, xuất phát từ sự yêu thương, yêu quý lông chim của họ, bọn họ chùn chân nhượng bộ, thậm chí còn lùi ra phía sau, rất khó có được ý chí vững chắc, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đối kháng với Lưu Cẩn. Nếu không có nhiều người nhất nhận định, với tính cách của tiểu hoàng đế, cũng quyết không thể cho phép có người tới tịch biên nhà Lưu Cẩn, từ đó hãm hại y. Mấu chốt của sự việc chính là ở hộp mật thư đó, nhất định phải lấy được nó. Lòng của bách quan mới yên, mới có thể dồn hết tâm sức vào đó được. Ngày hôm sau, Dương Lăng, Lưu Cẩn không hẹn mà cùng đồng thời dâng tấu xin nghỉ. Họ đã bệnh. Trong chiều, đối với sự công kích của hai người vẫn đang tiếp tục, nhưng người quan trọng rõ ràng là đã tăng lên. Tiếp tục công kích chỉ là muốn giữ cho chủ đề này không bị đổ, tránh vụ án này kết thúc, nhân cơ hội khởi xướng tấn công mới. Lưu Cẩn và Dương Lăng còn bận hơn trong chiều. Lưu Cẩn bận lôi kéo quan viên, dù sao đã xé toang cái mặt rồi, trước đây là uy hiếp dụ dỗ, bây giờ ngay cả dùng phương pháp xảo trá cũng đều dùng nhằm tranh thủ đủ lực lượng để đánh bại Dương Lăng. Y biết lần này nếu như Dương Lăng thua chỉ là thua về mặt công danh lợi lộc, nếu y thua lại là tính mạng của thân gia, sao có thể không tận tâm tận lực cho được. Bên Dương Lăng lại không có động tác quá mạnh, Lưu Cẩn dùng để khống chế bách quan là uy hiếp và xảo trá. Trong lòng bách quan ngoài sự sợ hãi ra thì chính là sự tức giận và thù hận. Sợ hãi bao nhiêu, hận thù bấy nhiêu, đó là con dao hai lưỡi. Một là không cẩn thận thì sẽ ngược lại hại tới thân, khiến cho nó phản lại sức mạnh của chính mình, chính là mang chiếc hộp cấm đó tới tận tay. Nhưng đây là vũ khí lợi hại của Lưu Cẩn đối phó với Dương Lăng, y bảo quản vô cùng nghiêm mặt, thế nào mới có thể tới tay được đây? Sợ hãi bao nhiêu, hận thù bấy nhiêu, đó là con dao hai lưỡi. Một là không cẩn thận thì sẽ ngược lại hại tới thân, khiến cho nó phản lại sức mạnh của mình, chính là mang chiếc hộp gấm đó tới tận tay. Nhưng đây là vũ khí lợi hại của Lưu Cẩn đối phó với Dương Lăng, y bảo quản vô cùng nghiêm mật, thế nào mới có thể tới tay được đây? Vì chuyện này, Dương Lăng đã trăm mối lo, ngay cả Thành Cửi Vận, kế trí kế bách xuất cũng không đưa ra được ý kiến nào. Ngày hôm nay, hai người ở trong thư phòng bàn bạc, bỗng cao quản gia tới báo. Lão gia, thống lĩnh ngự tiền tân quân thị vệ Tống Tiểu Ái, tướng quân cầu kiến. Sao, Tiểu Ái ư? Dương Lăng ngây người ra, mấy hôm nay bận rộn chính sự, Tiểu Ái, Tiểu Ngũ cũng không tới gặp. Nhưng tình thế hiện giờ họ cũng nên biết, không có việc lớn gì không nên tới hỏi thăm. Mau mời nàng vào. Dương Lăng nói xong thấy quản gia đi ra, trong lòng như có ánh sáng chiếu vào, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tiểu Ái, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ liệu có được không? Có lẽ là chiếc mật hộp này sẽ phải rơi vào tay y rồi. Trong lòng Dương Lăng bỗng cảm thấy hưng phấn. Lúc này nghe thấy tiếng giáp trụ vang lên, Tống Tiểu Ái mặc nhung trang, khí thế bừng bừng, bên hông còn đeo một thanh loan đao bước vào. Dương Lăng vừa định mỉm cười bỗng dừng lại,
bởi vì phía sau Tống Tiểu Ái còn có 8 thị vệ, 2 tiểu hoàng môn nhi. Tình hình này, nàng là tới truyền chỉ hay sao? Quả nhiên, Tống Tiểu Ái với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thẳng Dương Lăng bước vào thư phòng rộng lớn đứng, trầm giọng nói. Dương Lăng tiếp chỉ. Dương Lăng kinh ngạc rời khỏi bàn, liền bước lên phía trước 2 bước quỳ xuống. Thành Kỳ Vận cũng liền quỳ xuống theo. Tống Tiểu Ái mở thánh chỉ ra, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vấn, Hoàng Đế Chiếu viết, nay Bá Châu dân biến, phản tặc Trưng Mẫu, Lưu Lục, Lưu Thất, tụ chúng làm loạn, tập kích Châu Phú, đoạt thành cướp dân, tai họa vô cùng. Lão tặc đó đều là hưởng mã đạo do Dương Lăng chiêu an. Dương Lăng nhận thức người không rõ, dẫn sói vào nhà, gây lên biến lớn, chấm rất đau lòng. Chiếu lệnh Dương Lăng ở phố tự suy xét lại bản thân, trong thời gian này không được rời phủ nửa bước. Lệnh thống lĩnh ngự tiền thân quân thị vệ Tống Tiểu Ái nghiêm cẩn quản lý, khâm thứ. Thần lĩnh chỉ, tạ ân. Dương Lăng hoảng hốt, sao lại thế này? Bá Châu Trưng Mậu phản rồi sao? Cẩm y vệ và thái giám truyền chỉ đó đều theo lễ nghi quy định mà làm. Truyền chỉ xong liền trở về kinh thành. Tống Tiểu Ái thì phụ trách quản lý, không thể đi được. Những thị vệ đó, các thái giám vừa mới rời đi, Tống Tiểu Ái bỗng tay đè thanh đao, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Dương Lăng nhìn thẳng, chờ hồi lâu, thấy nàng cười rất vui vẻ, không khỏi hỏi: chuyện gì vậy? Sao mà cười vui vậy? Tiếng cười lớn biến thành tiếng cười gian. Dương đại nhân ơi, Dương đại nhân, không thể tưởng tượng được, người cũng có ngày hôm nay. Sao? Trước đây đều là ta bái người, hôm nay người xem như cũng là đã ở dưới chân ta rồi. Dương Lăng nghe mà giờ khóc giờ cười, lắc đầu thở dài. Tiểu Ái à Tiểu Ái, ngươi thực là không có tim mà. Sao? Tống Tiểu Ái nhìn chằm chằm vẻ mặt âu sầu của hắn, bất giác khiếu kỳ, vuốt cằm mà nói. Không phải 1800 người nha, phản thì phản rồi, nhiều chuyện chút thôi, dẹp được họ chẳng phải là chuyện một ngày một ngày hay. Hoàng thượng còn có thể vì chuyện này mà nghiêm trị ngươi hay sao? Thành Khởi Vận cũng đứng lên an ủi. Đúng vậy, hoàng thượng chưa bắt ngài, mà lệnh cho ngài ở trong phố tự suy ngẫm, hạn chế hành động của ngài. Cử tớ lại là bộ hạ của ngài, không phải đã biểu lộ ý của hoàng thượng rồi hay sao? Người không cần quá lo lắng. Dương Lăng lắc đầu nói, ta lo lắng là đám người Lưu Cấn không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu họ nhân cơ hội này mà làm lớn, một là vốn không có chút sơ hở nào, trời biết sau đó mới thành họa gì. Nấm kẻ cũng khó nói được không thể biến thành đại họa. Mà không được, ta phải lập tức sai người đi tìm Tiểu Ngũ tới, có chuyện đại sự tìm hắn ta. Không được. Một cánh tay ngăn trước ngực, Tống Tiểu Ái nhớn mày, nghiêm nghị nói, hoàng thượng nghiêm lãnh, trên dưới uy quốc công phủ, ngay cả một con mèo cũng không được chạy ra ngoài, cũng không có một con chuột chạy vào. Nếu không có sự cho phép của ta, xin quốc công lượng thứ cho. Nghiêm túc như vậy sao? Dương Lăng có chút không thể tin được, lại không tin là nàng lại là người như vậy, kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Ái. Hắn thực sự không biết nên hỏi những gì. Chỉ thấy Tống Tiểu Ái buông tay xuống, hai mắt biến thành vầng trăng khuyết, sau đó cười ngọt ngào với hắn, khẽ nói, không biết đại nhân ngài có chuyện gì, Tiểu Ái vất vả một chút, giúp ngài chạy vài chuyến là được. Lại nói lúc bấy giờ, khởi bẩm đại nhân, sau khi Lương Hồng hồi kinh, Lưu Cẩn liền dẫn hắn ta vào trong cung, triệu tập nội các và lục bộ Kiều Khanh tới, trước mặt mọi người chỉ trích hưởng mã đạo Bá Châu mà đại nhân chiêu an kiêu ngạo bất tuần, không chịu an phận chấn thủ làm quan, không giữ được quân ký, do đó mà tạo phản. Những người này quen với tình hình quân doanh tập kích tiêu diệt đồng đại nhân, thủ bị tập đạo doanh, rồi cướp lấy kho quân giới, chiếm lấy thành Bá Châu. Trước mắt chúng ta chỉ biết tình hình chính là những điều này thôi. Ở trước mặt là một binh lính giả dạng bình thường, hoàng thượng hạ chỉ giam lỏng Dương Lăng, thánh chỉ này vẫn còn phải tuân theo, cho nên thám tử của Dương Lăng điều đi chỉ có thể mặc trang phục quan binh của Tống Tiểu Ái, lén trà trộn vào bẩm báo tình hình. Thành Kỳ Vận nhướng mày hỏi, Trịnh Hoàng Nghị, tình hình Bá Châu rốt cuộc thế nào rồi? Thám tử nội sưởng Trịnh Hoàng Nghị ra vẻ mặt nhăn nhó nói, Nhị đương đầu, ty chức vừa mới sai người tới Bá Châu điều tra xong, về phần rốt cuộc tình hình thế nào hiện nay vẫn chưa rõ. Thành Kỳ Vận không vui nói, sự vụ phòng thủ kinh thành ta đã giao hết lại cho ngươi rồi, sao ngay cả chút thông tin này cũng không nghe được là sao? Trịnh Hoàng Nghị căng thẳng nói, Nhị đương đầu, nhân mã chúng ta từ đội xưởng thoát ly ra là có khả năng cao, có khoảng 3500 người, phần lớn bị ngài điều tới Lưu Đông, Giang Nam và Mân Nam rồi. Vùng đất Hà Bắc còn lại chưa tới 200 người, phần lớn đều dùng để nghe ngóng tin tức ở kinh sư và bảo đảm sự an toàn của quốc công. Bá Châu còn con, thực sự là chưa chú ý tới. Thành Khởi Vận biết, y nói đều là thực, đừng nói lực lượng, tinh anh nội xưởng chỉ có hơn 2000 người, dù có 20000 người, nếu Giang Sơn đổ xuống cũng không thấy bóng dáng người nào. Bá Châu con từ trước tới nay không phải là tiêu điểm họ chú ý tới,
Hơn nữa, sau khi ba xưởng một vệ rơi vào tay của Lưu Cẩn, hành động của nội xưởng ở Hà Bắc cần kinh kỳ nhất, nhất định phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Đề phòng người khác phát hiện thấy lực lượng thần bí này. Chính là mình từ trước đến giờ đều không chú ý tới Bá Châu, không biết trước được là quái nhân nào. Bây giờ lại phiền muộn chuyện Dương Lăng bị giam lỏng, có chút trách nhiệm là thuộc về mình. Vì vậy chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Dương Lăng ôn hòa cười nói: "Không trách Tiểu Trịnh được, ai ngờ ta và Lưu Cấn lại chơi thái cực thôi thủ. Một trận dân biến Bá Châu còn con, lại có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc chứ?" Nụ cười chợt tắt, hắn lại trầm ngâm nói: "Hưởng Mã đạo quy hàng, vốn nên là bố trí thỏa đáng. Ta đã cố gắng bố trí phân tán họ rồi, nhưng họ đều là người bản xứ Bá Châu, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người, chia ra cũng dễ, mà muốn hợp lại cũng là chuyện dễ dàng." Trương Mộ thân gia hàng tí, Lưu Lục Lưu Thất, Hình Lão Hổ cũng có nhà có tài sản, họ rơi vào hoàn cảnh này lại hủy đi chức quan, sẽ có thể vì không giữ được quân ký mà thúc ép vài trăm người, bức ép hơn nghìn bách tính tạo phản, trong đó nhất định là ẩn tình khác. Nếu có thể tìm được lý do tạo phản cho họ, có lẽ chính là lý do ta thoát tội. Trịnh Hoàng Nghị nói: "Nếu đã như vậy thì chức lập tức thân chinh tới Bá Châu, phải thám thính rõ ràng mọi chuyện mới được." Dương Lăng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhắm mắt trầm tư một hồi, khẽ thở dài nói: "Nếu ta có thể ở lại Bá Châu vài ngày thì đã không xảy ra sóng gió rồi. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên băng hà, chỉ cho ta thời gian trong vòng 3 ngày. Ta đành phải tận dụng thời gian trong vòng 3 ngày này để xử lý hết tham quan Bá Châu, chiêu an hưởng mã đạo Bá Châu. Sau khi về kinh, dốc toàn lực ứng phó với Lưu Cẩn, toàn bộ tinh lực đều đặt vào kinh sư. Ai có thần cơ diệu toán đến được Bá Châu còn con, lại xuất hiện cái phễu lớn như vậy cơ chứ?" Hắn nhìn Trịnh Hoàng Nghị nói: "Người cũng không cần phải vội đi đâu, lát nữa còn có hai người tới, chờ ta sắp xếp một chút, người sẽ đi cùng bọn họ." Lát sau, Tống Tiểu Ái dẫn theo hai binh sĩ đi vào, chắp tay nói: "Quốc công." Hai binh lính dù mặc quần áo bình thường nhưng tướng mạo không tầm thường, khí chất hiên ngang, chẳng giống một binh lính bình thường chút nào. Một người mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, rõ ràng là Kiêu Kỵ úy Ngô An Siêu. Người còn lại dáng người khôi ngô một chút, còn hiên ngang hơn Ngô An Siêu, chính là tổng binh quan ngoại Tứ Giao Quân, kinh sư Hứa Thái. Hai người cùng bước lên trước một bước, không người thi lễ: "Tỳ chức tham kiến quốc công." Dương Lăng gật đầu, mỉm cười với hai vị ái tướng nói: "Các người ngồi đi, không cần câu nệ." Hai người ngồi xuống, Dương Lăng liền quay sang nói với Hứa Thái trước: "Nghe nói Hoàng thượng lệnh cho ngươi dẫn quân tới Bá Châu bình phản phải không?" Hứa Thái thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, thắt lên vẻ khí chất cung kính đáp: "Vâng, không biết phó soái có gì chỉ bảo hay không?" Uy Vũ đại tướng quân, thống lĩnh ngoại tứ giao quân Chu Thọ chính là đương kim hoàng thượng, phó soái chính là Dương Lăng. Chỉ có điều hai vị đại soái này gần đây quá nhiều việc, ngoại tứ giao quân lại không có việc gì lớn, chỉ là chuyện huấn luyện thường ngày mà thôi, cho nên bình thường rất ít khi đến chỉ bảo. Vốn nhị đương đầu nội xưởng, ngay cả được lộc, hiện giờ trong quân Liêu Đông, Bành Kế Tổ là phó tướng dưới trướng Hứa Thái. Dương Lăng nói: "Bá Châu dân phong nhanh nhẹn, dũng mãnh, bách tính thượng võ, hơn nữa hàng trăm năm nay vẫn luôn nuôi ngựa cho triều đình, cho nên kỹ thuật cưỡi ngựa của người dân vô cùng tinh xảo. Ta đã từng tận mắt chứng kiến hơn trăm hưởng mã đạo xung phong cướp đường, khí thế như cầu vồng vậy. Như ta dự đoán không nhầm, so sánh với thiết kỵ thắt đát ở quan ngoại thì chiến lực của họ chỉ cao không thấp, nhân thủ của họ tuy ít nhưng lại thông thạo địa hình. Người đi vào sào huyệt thổ phỉ nhất thiết phải cẩn thận." Hứa Thái thực sự chẳng thèm quan tâm tới nghìn tên tạo phản cùng bách tính, nghe Dương Lăng dặn dò cẩn thận như vậy liền nghiêm mặt nói: "Tỳ chức tuân mệnh." Hoàng thượng vận động ngoại tứ giao quân đã đích thân triệu kiến tỳ chức, muốn tỳ chức phải nhanh chóng bình phán. Rất nhiều đại quân đại quan trong triều đình chỉ trích phó soái dẫn soái vào nhà, yêu cầu hoàng thượng truy cứu trách nhiệm của phó soái. "Phó soái đừng phiền, theo tỳ chức thấy hoàng thượng cẩn trọng như vậy, bình ổn hơn ngàn loạn dân mà dùng tới tinh nhuệ kiêu quân, chính là muốn nhanh chóng bình ổn phản loạn, bớt đi ảnh hưởng của việc này, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, tránh truy cứu trách nhiệm của quốc công. Tỳ chức đi Bá Châu lần này nhất định sẽ đem hết khả năng nhanh chóng bình ổn phản loạn, giải cứu phó soái thoát khỏi ách khóa." Dương Lang gật đầu, chỉ sang Trịnh Hoàng Nghị nói: "Đây là một bộ hạ của ta, ngươi cũng dẫn đi. Ta nghi ngờ bọn cướp Bá Châu hàng mã lại phán, tất có ẩn tình. Các ngươi đi chuyến này cố gắng điều tra rõ nguyên nhân." Thành Cử Vận thấy thế liền nói: "Đại nhân, nếu như hưởng mã đạo tạo phán thực sự có ẩn tình khác, nên tìm những người biết rõ sự việc hồi kinh làm nhân chứng. Nếu tư chức đoán không lầm, Lương Hồng có lẽ là người biết rõ chân tướng. Nếu hưởng mã đạo tạo phán có ẩn tình khác, ví dụ như do tặc làm quan bị người ta ức hiếp khinh khi vơ vét tiền của, chuyện này là chuyện bình thường rồi.
Lưu Cấn, nếu như muốn ra tay với đại nhân từ chỗ này, không bằng không chứng cũng không có thể có người tin được. Dương Lăng như bừng tỉnh, trầm ngâm một hồi nói: không sai, có lý. Hứa Thái, Bá Châu Thư Quan Hoa Ngọc là người trung thực ngay thẳng. Nếu Hưởng Mã Đạo thực sự bị người ta ức hiếp, vơ vét tiền bạc, bị ép làm phản, người có thể mời Hoa Thư Quan hồi kinh làm nhân chứng. Vâng, nhưng nghe nói Bá Châu đã thất thủ rồi, Hoa Thư Quan sống chết còn chưa biết như thế nào. Nếu như Hoa Thư Quan đã không may hy sinh vì nhiệm vụ, vậy thì còn ai có khả năng hơn đây? Những quan viên này đầu đuôi hai đoán, hiện giờ ta bị giam lỏng, Lưu Cẩn lại nổi dậy lên, e là những quan viên đó lại chưa chắc đã dám ra mặt làm chứng đâu. Ta có đại ân với Sinh Đồ huyện Cố An Mục Kính, nếu người này biết đường tận sự việc thì nhất định sẽ giúp ta. Tiếc là chuyện của Bá Châu huyện hắn ta không hiểu lắm. À đúng rồi, còn có Giang Bân. Giang Bân là cố nhân của ta, đồng thời cũng là em họ của Trương Mậu. Y đã từng giúp ta thuyết phục Trương Mậu đầu hàng, Trương Mậu lại phản, y có lẽ cũng biết nguyên nhân. Người này lường trước được không thể tạo phản, trong tin tức truyền về cũng không có tin người này tạo phản. Các ngươi tùy cơ hành sự, nếu có thể tìm được y, có thể trở thành nhân chứng có lợi. Nếu người này cũng không tìm thấy, vậy các ngươi chỉ có thể tùy cơ hành sự. Tiễn Hứa Thái dẫn Trình Họa Nghị đi, Ngô Hán Siêu chắp tay nói: đại nhân, có chuyện gì cần tí chức đi làm? Thần thái thư thái trên mặt Dương Lăng bỗng biến mất, đứng lên trầm giọng nói: Hán Siêu, bây giờ thực sự có chuyện lớn cần ngươi đi làm. Lưu Cẩn hại nước hại dân, làm hại rất lớn. Liệu có thể chỉ bỏ tên gian lệnh này hay không? Tất cả đều phải trông chờ vào ngươi rồi. Ngô Hán Siêu bỗng ngây người ra, dưới ánh nến hiện rõ hàn khí, nghiêm nghị đáp: đại nhân, tí chức đã hiểu rồi. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Bất luận là vì Giang Sơn Đại Minh hay là vì sự an nguy của đại nhân, trừ khử Lưu Cẩn, Ngô Hán Siêu ta đều làm việc nghĩa không chùn bước. Không biết đại nhân khi nào muốn ra tay đây? Ngô Hán Siêu dù phải chết cũng nhất định một đao giết chết lão tặc Lưu Cẩn. Dương Lăng ngẩn người ra: giết chết ư? Ai cần người giết chết Lưu Cẩn chứ? Ngô Hán Siêu nghe thế thế cũng ngây người ra, nghi ngờ nói: đại nhân không phải là muốn ti chức đi trừ khử lão tặc Lưu Cẩn đó sao? Thành Kiệt Vận cười nói: cái đồ ngốc này, bây giờ cả thiên hạ đều biết đại nhân và Lưu Cẩn trở mặt với nhau rồi. Lưu Cẩn gặp chuyện, đầu tiên chỉ người nào đây? Huống hồ đây lại không phải là hai quân đối chọi, là triều thần, lấy việc hành thích và tiêu diệt địch thủ, cả đời này đều không thể ngủ yên được. Một khi có một ngày trời xui đất khiến, làm sao mà bị người ta vạch trần ra? Há chẳng phải là họa diệt môn hay sao? Ngô Hán Siêu đỏ bừng mặt lên, ngượng ngùng nói: vậy ý của đại nhân là? Dương Lăng đánh giá lại y một lần, nói với Thành Kiệt Vận: Vận Nhi, nàng có nắm chắc không vậy? Thành Kiệt Vận bước tới trước mặt Ngô Hán Siêu, bóp vai y, nâng cằm, đôi mắt đẹp đánh giá. Tống Tiểu Ái bên cạnh nhìn có chút không nén được tức giận: Thành Kiệt Vận không phải là của đại nhân hay sao? Sao cô ta lại đùa giỡn với Tiểu Ngũ như vậy? Tống cô nương trợn trợn mắt nhìn, không biết nên làm như thế nào. Ngô Hán Siêu sau phút kinh ngạc cũng đã kịp thời phản ứng lại, lên tiếng: Thành Nhị đứng đầu, đây là làm gì vậy? Lại thấy Thành Kiệt Vận nhìn Dương Lăng cười nói: đại nhân, Ngũ tướng quân vừa mới vào binh bộ không lâu, trong kinh sư người biết hắn ta cũng không có mấy. Hơn nữa là một hạ nhân, vốn không mấy người chú ý tới, thì chức có thể thay đổi bộ dạng của hắn ta. Đôi mắt đẹp của nàng đảo một cái, nhìn vào khuôn mặt hơi đỏ lên của Tống Tiểu Ái nói: ngoài Tống tướng quân là người cực kỳ thân cận ra, dù có gặp nhau người khác cũng không thể nhận ra được. Được, Dương Lăng vui vẻ nói: Kiều Kiệu Ý Ngô Hán Siêu, từ ngày mai xin nghỉ về quê trong vòng một tháng. Tiểu Ngũ thiệt thòi là một kiệu phu rồi. Tại phủ Lưu Cẩn, Trương Văn Miện và Lưu Cẩn đang ở thư phòng bàn chuyện bí mật. Lưu Cẩn cười ha hà nói: đây đúng là người hiền, ắt sẽ có thiên tướng. Dương Lăng muốn lật đổ chúng ta, nhưng chiêu an của hắn ngược lại đã khiến cho Hưởng Mã Đạo làm phản. Đây quả đúng là mua dây buộc mình mà. Trương Văn Miện thấy y vui vẻ như vậy liền lên tiếng: Lưu Công, lúc này không phải là lúc vui vẻ. Đại quân Hứa Thái đã đi Bá Châu, tình hình thương nghị của chúng ta ngài còn chưa nói cho người bên ngoài biết đấy chứ. Lưu Cẩn uống một ngụm trà, cười híp mắt nói: không có không có, chuyện rơi đầu này người biết càng ít càng tốt kìa. Dù là anh em ruột của chúng ta cũng không cần nói cho nó biết làm gì. Trương Văn Miện cũng đã yên tâm cười nói: vậy thì tốt rồi. Hưởng Mã Đạo Bá Châu tạo phản chỉ là một cơ hội, chúng ta nhân cơ hội thừa thắng xông lên, mở rộng cơ hội này làm cho Dương Lăng mất tước bãi chức, tốt nhất nên xung quân vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lưu Cẩn cười giữ tợn nói: đó là đương nhiên, hơn ngàn loạn dân tạo phản, hoàng thượng không yên tâm, chỉ giam lỏng Dương Lăng trong nhà, còn sai người của hắn đi quản lý, rõ ràng là muốn nhanh chóng bình ổn phản loạn. Chuyện lớn hóa nhỏ là hắn thoát tội. Giam quân lần này là lương hồng,
chúng ta đã bí mật dặn dò y bám trụ phía sau Hứa Thái. Tiền lương quân nhu chúng ta cũng có thể trì hoãn được thì trì hoãn, nhất định phải để cho cường đạo này gây cho chuyện lớn lên, lớn tới mức ngay cả hoàng thượng cũng không thể che chở cho Dương Lăng được. Trương Văn Miện gật đầu, suy nghĩ lại nói: Lương Hồng xảo trá không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Lương Hồng không có đường hoàng, đám Hưởng Mã Đạo cũng không mong những quan quân đó coi thường họ, cho nên vì chuyện ép họ làm phán cũng không có mấy người biết được. Bây giờ bách quan trong triều cũng đã có phần kiêng nể bức thư giản trong tay ngài, không dám bức ép Lưu Công nữa. Lưu Công nên nhân cơ hội này lật đổ Dương Lăng hoàn toàn, để hắn không còn có cơ hội trở mình. Lưu Cẩn cười gật đầu. Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng bẩm báo: Công công, Lưu công tử tới. Lưu Cẩn chính là người khi gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, nghe vậy cười hì hì nói: Ồ, Lưu công tử tới rồi sao? Mau, mau mời hắn ta vào. Trong nhị môn, Lưu Sĩ Kiệt bước xuống kiệu, phủi áo vào nói: Ta tới gặp Lưu công, nhị quản gia bố trí chỗ ăn chỗ ở cho những người khiêng kiệu đi, hôm nay ta sẽ ở lại phủ Lưu công. Lưu Sĩ Kiệt là người tâm phúc của Lưu Cẩn, bình thường ở lại trong phủ, cho nên nhị quản gia không chút nghĩ ngợi, mỉm cười nói: Vâng, công tử mời vào, những chuyện nhỏ nhặt này có thể sắp xếp được. Bốn người phu kiệu nâng chiếc kiệu trống lên, theo nhị quản gia đi vào phòng nô dịch. Bốn người khiêng kiệu đều là một đám tiểu nhân, trong đó có một chàng thanh niên mặt đen, lông mày đen như mực, cao gầy, vừa khiêng chiếc kiệu không vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Tư dinh của Lưu Cẩn không có tư cách giống như quan phủ được sai người hộ vệ, nhưng Lưu Cẩn đã thuê rất nhiều gia đình hộ viện. Dương Ngọc và Thạch Văn Nghĩa, hai cẩm y vệ bại hoại, vì lấy lòng y mà sai cẩm y vệ tới ngoài phủ cảnh giới phòng vệ, cũng không thể gọi là không nghiêm khắc, nhưng công tác phòng vệ vẫn luôn trong nghiêm ngoài lỏng. Không có ai hậu viện của mình, cả ngày bố trí đầy gia đình, vừa vào cổng sau này, ngoài những nha hoàn nô dịch bình thường ra, không có bao nhiêu người. Phòng xá, đường đi, cửa xiên xung quanh đều giống như hình vẽ của Lư Sĩ Kiệt. Ngô Hán Siêu sớm đã ghi nhớ trong lòng, lúc này gã chủ yếu là quan sát những nhân vật thường qua lại. Khoảng cách cụ thể giữa các kiến trúc bao gồm cả độ cao của từng nhà, giả sơn giữa các phòng, vườn hoa và nơi ẩn nấp. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại. Tiếp theo tập trước lại nói, tư dinh của Lưu Cẩn không có tư cách quan phủ để có thể sai người hộ vệ, nhưng Lưu Cẩn đã thuê rất nhiều gia đình hộ viện. Dương Ngọc và Thạch Văn Nghĩa, hai cẩm y vệ bại hoại, vì lấy lòng của y mà sai cẩm y vệ tới ngoài phủ cảnh giới, phòng vệ cũng không thể gọi là không nghiêm khắc, nhưng công tác phòng vệ vẫn luôn trong nghiêm ngoài lỏng. Không có ai hậu viện của mình, cả ngày bố trí đầy gia đình, vừa vào cổng sau này, ngoài những nha hoàn nô dịch bình thường ra, không có bao nhiêu người. Phòng xá, đường đi, cửa xiên xung quanh đều giống như hình vẽ của Lư Sĩ Kiệt. Ngô Hán Siêu sớm đã ghi nhớ trong lòng. Lúc này đây, gã chủ yếu là quan sát những nhân vật thường qua lại, khoảng cách cụ thể giữa các kiến trúc, bao gồm cả độ cao của từng nhà, giả sơn giữa các phòng, vườn hoa và nơi ẩn nấp. Lư Sĩ Kiệt vốn có 4 người phu kiệu cố định, nhưng người phụ trách nhấc rèm kiệu lên đó đã bị phạm khuyết điểm. Kiệu tới công địa, khi Lư công tử ra hiệu, không để ý đã bị té ngã. Lư công tử là người đọc sách nho nhã, bị mất mặt như vậy trước mặt người hầu, không khỏi cảm thấy thẹn quá mà thành giận, liền cho tên phu kiệu đó nghỉ việc. Lư công tử luôn luôn mắt để trên trán, không nhìn xuống dưới chân, mà trên công địa nhiều hố như vậy, chuyện này còn trách ai được nữa đây. Tên phu kiệu đó đã gặp xui xẻo rồi, nhưng động tác dịch chuyển hòn đá bên cạnh của dịch phu tới cho Lư công tử viện vào, khiến gã rất vui vẻ, liền chỉ người đó làm phu kiệu cho mình. Người này chính là Tiểu Ngũ, bây giờ tên sẽ là Tiểu Quan. Kiều đầu thấy Ngô Hán Siêu liền kinh ngạc kêu lên: Tiểu quan à, gia đình giàu có nhiều quy củ, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây như vậy. Đi đi, cơm của Lưu lão gia ngon, chính là những vất vả này của chúng ta cũng có rượu uống đấy, lát nữa chúng ta sẽ uống vài chung. Tiểu quan liền cười nói: Được,
Nghe lão đại nói đấy, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như vậy, đẹp quá à. Nhị quản gia vừa nghe thấy liền mỉm cười, khinh thường nhìn y một cái cười nói: Tiểu tử, người đã mở mang kiến thức rồi đấy. Sao, đẹp chứ? Ở đây là nhà của nô bộc thôi. Nếu người thấy được chỗ ở của Lưu Cung Công chúng ta ư, đường hoàng tráng lẽ, đó mới là thiên đường của nhân gian kìa. Lúc bấy giờ Lưu Cẩn thấy Lư Sĩ Kiệt tới, vẻ mặt tươi cười nói: Lư công tử, cung huyền minh tiến độ thế nào rồi? Lư Sĩ Kiệt nói: Xin Lưu công yên tâm, chậm nhất là tháng 5 đại điện có thể xây xong. Lưu Cẩn vui mừng nói: Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tới khi đó hoàng thượng và thái hậu tới chúc mừng cung huyền minh hoàn thành, chính là công lớn của chúng ta mà. Lư Sĩ Kiệt quan tâm nói: Lưu công, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, tiểu nhân lo lắng là đại thế trong triều. Với Thư Tín uy hiếp, dù khiến cho bách quan không hoàn toàn đứng về phía của Dương Lăng, nhưng tiểu nhân càng nghĩ càng cảm thấy nó có chút lo lắng. Bách quan đối với công công kiêng nể như vậy, sớm muộn tất cũng ngủ mầm tai họa. Công công nên sớm xử lý cho xong đi. Lưu Cẩn cười nói: Người hận chúng ta cũng quá nhiều rồi, có thêm vài người nữa cũng có đáng lo gì đâu. Hận ta cũng đừng lo, hắn có bản lĩnh lật đổ ta, mở mắt ra mà nhìn. Người như vậy bây giờ chẳng qua chính là một mình Dương Lăng mà thôi. Mà Dương Lăng ư, bá châu chiến hỏa lên miên, hắn sắp tiêu đời rồi. Không có Dương Lăng, người bên cạnh chẳng còn ai đáng để chúng ta chú ý tới nữa rồi. Lư Sĩ Kiệt nghe trong lời của Lưu Cẩn còn có ý khác, trong lòng bất giác rung lên. Lưu Cẩn dám không kiêng nể thiên hạ rộng lớn này, lợi dụng quyền thế cố ý mở rộng chiến sự bá châu để tăng thêm tội danh cho quốc công sao? Lư Sĩ Kiệt thầm run trong lòng, nhưng lời này lại không thể hỏi được. Gã và Lưu Cẩn, Trương Văn Miện ngồi vào chỗ, lúc này mới thành khẩn nói: Lưu công, tiểu nhân hôm nay tới chính là vì chuyện này. Theo tiểu nhân được biết, uy hiếp bách quan còn đưa ra ân uy, như vậy mới là kế lâu dài chứ. Tiểu nhân có thể nói một chuyện. Văn Miện nghĩ tất sẽ biết. Năm xưa thời điểm Hán Quang Vũ Đế, Lưu Tú thảo phạt Vương Lãng cũng đã từng lấy được thư gián, tranh chữ, thơ từ và quà cáp của thần tử mình mang lại kết giao với Vương Lãng. Bách quan trong triều ai nấy cũng đều hoảng sợ, đôi khi còn muốn bỏ trốn. Có người triệu tập gia tướng chuẩn bị liều chết một phen, cũng có người đi khắp nơi liên kết với nhau muốn công khai tạo phản. Còn Hán Quang Vũ Đế thì sao chứ? Trước mặt mọi người, ông liền châm một mồi lửa đốt sạch thư, cho thấy bách quan và Vương Lãng qua lại với nhau, dù là có lý do gì cũng không truy cứu. Văn võ bá quan trong triều vừa hổ thẹn vừa cảm kích, nhiều người đã quỳ xuống trước mặt ông khóc nức nở sám hối. Từ đó về sau hết lòng hiệu mệnh, không còn hai lòng nữa. Trương Văn Miện liên tục gật đầu nói: Không sai không sai, chuyện này trong sử sách cũng có ghi chép lại, học sinh cũng biết. Ý của Lưu công tử là hủy hết Thư Tín để an lòng dân ư? Nhưng Lưu Tú đốt thư là của Vương Lãng giữ lại, Lưu công là giữ tin gián của bách quan, bây giờ tự đốt đi có thể lấy được lòng người hay sao? Lư Sĩ Kiệt nói: Cũng không hẳn, ý của tiểu nhân không phải là muốn công công hủy hết tin gián của bách quan đi, mà là trong tay công công có bao nhiêu thư của bách quan qua lại, ắt có bấy nhiêu bách quan oán hận rồi. Cho dù không dám làm khó công công, từ này về sau đối với mệnh lệnh của công công cũng sẽ chậm trễ, đó cũng là không tốt rồi. Ý của ta là công công lấy hộp tin đó ra để tiểu nhân và Văn Miện chọn lấy một chút. Những viên quan cao, Thư Tín có chút trọng lượng, giữ lại một phần. Những viên quan cấp thấp, nội dung thư từ không đủ uy hiếp đối phương, để riêng ra một bên. Chờ Dương Lăng đại bại cũng sẽ trở thành uy hiếp sau này, trả thư của những người này lại cho họ. Sau đó chúng ta tung tin ra ngoài, nói lòng trung thành của những người này vì công công mà làm việc, cho nên công công ban thưởng. Cứ như vậy, những quan viên này tất sẽ bị cảm kích, những quan lại khác cũng tất sẽ trung thành và tận tụy vì công công mà làm việc. Hy vọng có một ngày cần câu của y cũng sẽ trả lại cho họ. Như vậy mỗi câu còn tốt hơn là cưỡng bức hoàn toàn, cũng có sự phân hóa những người đó. Trương Văn Miện trầm ngâm một hồi liền nói: Lư công tử nói có lý, vừa đánh vừa kéo, vừa căng vừa buông, chính là đạo khống chế người tuyệt vời. Lưu công công không ngại hãy tiếp thu. Lưu Cẩn vừa thấy hai người mưu trí đều nói cách này liền vui vẻ nói: Được, chúng ta nghe các ngươi nói rồi, quản gia đâu? Gọi đại quản gia tới đây lấy chiếc hộp mật ra. Lát sau, thân thích của Lưu Cẩn, đương nhiệm Lưu phủ đại tổng quản Lưu Nhị Hán liền chạy tới, nghe Lưu Cẩn dặn dò liền đẩy giá sách sang một bên, lộ ra một hâu hốc tường nhỏ. Lưu Nhị Hán lấy một sâu chìa khóa từ thắt lưng ra, nhặt lấy một chiếc chìa khóa lớn nhét vào trong miệng khóa đồng. Lư Sĩ Kiệt nhìn đến đây, trong mắt bỗng ánh lên tia kỳ lạ. Lúc bấy giờ lại nói, đại quân của Hứa Thái cuối cùng cũng đã tới Bá Châu, quan sát nhà kho một lát. Sau binh tai, toàn bộ thành Bá Châu thay đổi hoàn toàn,
khắp nơi đều là người dân già dắt trẻ đi tránh nạn, không vì đại quân của Hứa Thái tới mà yên tâm được. Lương Hồng trước tiên dẫn nhân mã trở về trấn thủ phủ của mình, chỉ thấy phủ đệ vốn đổ sộ nguy nga đã hóa thành một khu đất bằng phẳng, trên đống hoang tàn còn có chút khói đang bay, không khỏi khiến người ta tức giận. Lương Hồng đang chửi rất hăng say, có hai người dân lén lút đến gần, đến bên binh lính kêu lên. Lương Hồng đang ra sức chửi rủa, lập tức tránh ra phía sau quan binh, chừng hai mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người mặt mũi đen sì, tựa như hai tên quỷ, xông lên bên cạnh y hét vẫy tay. Lương công công, Lương trấn thủ, chúng tôi là Hồ Ban Đầu, Đỗ Ban Đầu của nha môn Chi Châu. Tôi tên là Đỗ Hành Viễn, ngài còn nhớ không? Chi Châu đại nhân mời ngài uống rượu là chúng tôi tới đưa thiệp. Lương Hồng nghe thấy cũng có chút ấn tượng, nhìn kỹ thấy quen quen, liền lo sợ nói. Hình như là bọn họ, dẫn bọn họ tới đây, mà khoan đã, trước tiên lên lục soát trên người trước đi. Hai ban đầu bị lục soát một lượt, sau đó được binh lính áp giải tới trước mặt. Hai ban đầu tới trước mặt, phịch tung một tiếng quỳ xuống đó khóc lớn. Công công, ngài phải báo thù cho chúng tôi, Hưởng Mã Đạo công thành Bá Châu đã bị cướp sạch rồi. Nói là ai đốt nhà ta? Nói Hưởng Mã Đạo nào bây giờ đang ở đâu? Lương Hồng và Hứa Thái đồng thanh lên tiếng hỏi. Đỗ Hành Viễn lau mặt một cái, khóc lóc nói. Chúng tôi không biết là ai đốt, chúng tôi không biết Hưởng Mã Đạo ở đâu. Thành Bá Châu bị công phá rồi, tri phủ, đồng chi, thôi quan đều tử chiến đầu thành rồi. Giang du kích tấn công cướp lại thành Bá Châu, sau đó bị người ta đánh tan rồi, luân phiên đốt giết thiên hạ đại loạn. Chúng tiểu nhân thay quần áo của người dân lúc này mới chạy thoát thân được. Bây giờ binh hoang mã loạn, Hưởng Mã Đạo chiêu binh mãi mã khắp nơi, cướp bóc cả. Binh lính của Giang du kích cũng không biết đi đâu. Chúng tiểu nhân con của ta, vợ của ta, tất cả đều không thấy đâu cả rồi. Trịnh Hoàng Nghị vừa nghe thấy Hoa Thư Quan tử chiến, không khỏi đau lòng mà nói. Đừng khóc, Hứa tướng quân, phụng ý chỉ của Hoàng thượng, phát binh Bá Châu chính là vì bình ổn phản loạn, tiêu diệt Hưởng Mã Đạo. Mau, mau kể hết những gì mà các ngươi biết ra đi. Đỗ Hành Viễn bị y quát, liền ngừng khóc, lúc này mới nói hết tình hình mà mình biết ra. Hóa ra, đêm đó đám người Trương Mậu tập kích thành, thành Bá Châu căn bản không thể bảo vệ được. Trong thành, ngoài tuần kiểm ti và nha dịch tam ban, nào còn ai có thể làm việc. Nhưng làm chủ một châu gia, ngươi chỉ có thể thủ mà không thể lui được. Thà rằng toàn bộ tử chiến, ngươi dám trốn chạy chính là vận mệnh bị chém đầu thị chúng. Cho nên chi phủ tân nhiệm đại nhân chỉ có thể dẫn theo toàn bộ nhân viên quan nha lên thành tác chiến. Hoa Thôi Quan cơ thể bị tổn thương chưa lành cũng leo lên tường thành. Hưởng Mã Đạo đều có câu viện leo lên bách bảo câu, còn lấy thang từ tập đạo doanh ra. Thành Bá Châu không cao, cộng thêm căn bản cũng lơ là. Sau một lúc Hưởng Mã Đạo đã công lên được thành, bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, sau đó mở cổng thành, dẫn đại đội nhân mã vào. Kiếp nạn đầu tiên của Thành Bá Châu đã bắt đầu. Phú hộ Thành Bá Châu gặp xui xẻo trước tiên, người có của cải lập tức bị cướp trước tiên. Tiếp sau đó, có phụ nữ xinh đẹp bắt đầu bị cưỡng hiếp làm nhục, cả thành rơi vào trạng thái hỗn loạn. Người chạy thoát chết tự mở cổng thành, chạy tán loạn khắp nơi. Chưa tới lúc trời sáng, Trương Mậu đã khống chế được cả thành, bắt đầu chiêu binh mãi mã. Một số người bị quan phủ ức hiếp lâu rồi, nhân lúc hỗn loạn mà đánh cướp tài sản. Du côn vô lại cưỡng hiếp phụ nữ, đồng thời cũng vì sự an toàn của bản thân đã lần lượt hưởng ứng gia nhập vào đội ngũ của Trương Mậu. Hơn 300 người tới khi mặt trời lên cao đã phát triển lên tới thành 1.200 người. Lưu Lục, Lưu Thất thấy đại thế mà vui mừng, chỉ có nhanh chóng phát triển nhân mã mới có khả năng đối kháng với triều đình, cho nên họ lập tức yêu cầu dẫn lính xuất chinh. Nhân lúc tin tức vẫn chưa được phát tán, nhanh chóng tấn công Văn An, Vĩnh Thanh, Hùng Huyện. Những huyện phủ này đều không có binh mã thường trú, có thể nhanh chóng cướp được tiền của, mời chào bần dân gia nhập. Trương Mậu cũng biết chuyện cấp bách chính là nhanh chóng mở rộng thế lực của mình, cho nên không chút do dự đồng ý, sai các cánh quân của Lưu Lục phong lôi đi, đồng thời tập kích các thị trấn. Nhưng trong thành Bá Châu còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, một số lương thảo vàng bạc còn chưa lục soát hết. Trương Mậu liền xung phong nhận việc ở lại trị lý Bá Châu. Đám người Lưu Lục lo lắng Giang Bân gần trong gang tấc, nghe tin tấn công, Trương Mậu đối với Giang Bân còn có chút tin tưởng, tin là hắn ta không thể vì triều đình mà bỏ tình huynh đệ không quan tâm. Huống hồ nếu Giang Bân dẫn quân tới tấn công, mình lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Người nhiều đánh không lại, nhưng chạy thì không thành vấn đề. Lưu Lục, Lưu Thất biết bản lĩnh của y, suy nghĩ một hồi, tới thời cơ bỏ qua liền đồng ý. Trương Mậu để lại 60 tinh binh và 120 huynh đệ mới chiêu nạp, lục soát từng gia đình đại hộ. Đang lúc bận vơ vét tiền của, có người tới báo tướng quân du kích Giang Bân dẫn theo 12 kỵ binh cầu kiến. Trương Mậu liền dặn chân lên ghế ngồi của Chi Châu đại nhân, vừa nghe thấy tin liền bật người cười ha hả, nói với mọi người:
Thế nào, huynh đệ của ta chỉ dẫn theo 12 kỵ binh tới cầu kiến, rõ ràng là tới đầu quân theo ta rồi. Ha ha, mau theo ta đi nghênh tiếp nào. Trương Mậu phấn khởi, dẫn người xuất thành nghênh tiếp, chỉ thấy Giang Bân dẫn theo 12 thân tín đang đứng ở bên cổng thành. Vừa thấy y xuất thành, liền thúc ngựa lên, gặp mặt kinh ngạc nói: "Ta vừa mới tới tập đạo danh, quả nhiên là đã bị hủy rồi, binh lính chạy tán loạn, đại ca, ca sao ca lại có thể phản rồi?" Trương Mậu cười giữ tận một tiếng nói: "Còn không phải lão tặc Lương Hồng ấy sao, vơ vét tài sản vô số, ép người quá đáng. Huynh đệ chúng ta không chịu nổi tính khí bẩn thỉu này, liền phản con mẹ nó đi. Đệ đệ, đệ là đại quan, tiền đồ như gấm, ca ca cũng không làm khó đệ. Ta không dẫn theo binh lính tập kích quân doanh của đệ, đệ cũng đừng mang xui xẻo tới cho ta. Bá Châu còn con không giữ được ta, cũng đủ quân lương và nhân mã rồi. Đại ca sẽ đi tha hương, không ở địa bàn của đệ làm khó đệ, sao, như thế nào?" Giang Bân phì một tiếng chửi: "Dám thối, một vị quan không tốt sao? Một đời người, hai huynh đệ, nghĩa tự mỏng tựa trời cao. Nếu ca làm giặc, đệ đệ thân là tướng quân du kích, khó mà không làm chuyện ác với ca. Đệ tính toán một chút, ca vừa làm phán, triều đình coi đệ không ra gì nữa, chức quan này không làm cũng được, đệ phản theo huynh." Trương Mậu vui mừng nhìn gã nói: "Lời này là thật chứ?" Giang Bân tức giận nói: "Đương nhiên là thật rồi, ca còn không tin đệ hay sao? Mấy huynh đệ này là huynh đệ tốt cùng sinh tử với đệ từ Tuyên phủ tới, đệ cũng đã nói với họ rồi, họ bằng lòng đi theo đệ. Đệ đây không phải là tới đầu quân vào huynh hay sao? Quân mã của đệ vừa mới tiếp nhận, thực sự không yên tâm được, không dám nói cho họ biết suy nghĩ của đệ được, cho nên chỉ có những người này, không thể giúp ích được nhiều cho đại ca, còn cảm thấy có chút xấu hổ khi gặp ca kìa." Trương Mậu vung dây cương lên, vòng ngựa tới đứng ngang hàng với gã, hào khí ngất trời nói: "Nếu không tin đệ, đại ca cũng không thể chỉ dẫn theo số người ít ỏi này mà xuất thành, không sợ dẫn quân binh tới sao? Đệ một mình cũng đủ chống lại được 100.000 tinh binh hay sao? Nào, theo đại ca vào thành, từ nay về sau hai huynh đệ chúng ta cùng đánh Giang Sơn, cùng tọa Giang Sơn." Giang Bân và Trương Mậu bắt tay nhau cười lớn, sau đó thúc ngựa tiến vào thành, gia nhập đám trộm cướp. Tới trưa, hai người đang ở đại đường Chi Châu, thấy ngọc ngà châu báu được lục soát ra trước mắt, dùng bản xử án của Chi Châu đại nhân làm bàn rượu, bát rượu lớn, miếng thịt to, thoải mái chè chén, bàn bạc phương hướng chiêu binh mai mã sau này. Hai người cùng bàn uống rượu với nhau, uống tới tận lúc này, Giang Bân bỗng đục vỡ bát rượu, nhanh như chớp cắt lên cổ Trương Mậu đang mắt say lờ đờ, cắt đứt động mạch, máu phun ra ngoài bắn tung tóe mặt Giang Bân. Trương Mậu hét lên một tiếng, tay bổ tới. Giang Bân sớm đã có sự chuẩn bị, đã lùi ra phía sau. Trương Mậu chỉ tay gầm lên: "Thằng nhãi giàn trá này!" Một lời nói ra, hai mắt hoa lên, đã không còn đứng vững được nữa. Đoàn người Giang Bân rút lui về sau, lập tức lấy hai thanh chảm mã đao treo trên người xuống, vận đao luân phiên, không chút do dự, chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, một chiếc đầu bay lên không trung. Giang Bân đâm mũi đao lên chiếc đầu đó, hét lên: "Kẻ tặc đã chết, ai dám phản kháng?" Chỉ thấy thiết giáp quang hàn trên người gã, mặt đầy máu tươi, giơ hai song đao lên, đầu đao cắm vào đầu người, trợn mắt lên như đang còn sống, thật đúng là dọa khiến người ta hồn siêu phách lạc. 12 biên quân từ Tuyên phủ đó của gã đều là sĩ tốt dũng mãnh, vừa thấy tướng quân đắc thủ liền nhảy lên gây khó dễ, điên cuồng giết sạch mấy tên hán phỉ ở trên đại sảnh. Chờ tới khi Lưu Nhập Thất đang cướp bóc trong thành, nghe tin dẫn người tới, Giang Bân đã dẫn 12 kỵ binh đánh ra ngoài thành rồi, tụ hợp cùng với đại đội chờ trong rừng rậm, cùng xông lên giết thành Ba Châu thất thủ. Đám người Lưu Lục chiến thắng ở huyện Đạo, nghe tin của Lưu Nhập Thất đưa tới, vừa nghe tin Trương Mậu bị trúng kế mà chết, bỗng chân tay rụng rời, dẫn theo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh về Bá Châu. Trận chiến này Lưu Lục một phương bất kể thương vong, toàn lực công thành, binh lính trong tay dù chưa được trải qua huấn luyện nhưng võ nghệ và khả năng cưỡi ngựa lại tuyệt vời, khác hẳn với người thường. Trận huyết chiến diễn ra hồi lâu, không ngờ một lần nữa lại xông vào trong thành. Giang Bân thấy thế không ổn, liền vơ vét tàn binh xuất thành rút lui. Bá Châu lại một lần nữa thay chủ, đám Hưởng Mã Đạo cướp bóc dân chúng cho hả giận, lại có vô số người bị hại. Lúc đấy Giang Bân nghe nói anh họ làm phản, hơn nữa lần này là công khai tạo phản, tuyệt đối khác với lần trước làm Hưởng Mã Đạo phạm tội danh dễ dàng bỏ qua, cũng đấu tranh tư tưởng không xuất binh, do vì quan hệ giữa hai người thất sẽ bị triều đình buộc tội, chức quan này 8-9 phần là không làm được nữa rồi. Nếu xuất binh, các tướng lĩnh thủ hạ sẽ nghi ngờ trong lòng, lo lắng gã sẽ cùng với Trương Mậu hợp mưu giết chết mình. Như vậy xuất binh có giành được chiến thắng hay không, Giang Bân bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu gã từ bỏ tiền đồ gấm vóc cùng Trương Mậu tạo phản, gã tuyệt đối không chịu. Nhưng bây giờ không giết chết Trương Mậu, tiền đồ của gã sau này sẽ bị hủy bởi Trương Mậu. Giang Bân suy nghĩ hồi lâu,
cuối cùng đã hạ quyết tâm, quyết định giết chết Trương Mậu. Phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, cơ hội sẽ dựa vào mình mà kiếm được. Trương Mậu bây giờ là người phá hủy tiền đồ của gã, cũng là người có thể mang tới cho gã quan cao lộc hậu. Sau khi đã quyết định, Giang Bân liền không cần nhìn trước ngó sau, thu thập được đủ thủ hạ, tướng tá dưới trướng, nói rõ ý đồ của mình, đồng thời cũng đã nói mình vào thành trước lấy được thủ cấp của Trương Mậu, sau đó dẫn lại quân vào thành. Cho dù như vậy, các tướng tá vẫn bán tín bán nghi, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, do đó đã xuất hiện tính toán trá hàng này. Binh lính dưới tay Giang Bân cũng có hàng nghìn người, mặc dù nói dựa theo lời của Dương Lăng, chiến lực không bằng đám Hưởng Mã Đạo tinh nhuệ, nhưng đó là bộ đội tinh nhuệ nhất Bá Châu. Ban đầu triều đình cử đại quân đi tiêu diệt sân tặc, họ là bộ đội đắc lực nhất tiêu diệt kẻ tặc. Cho dù thành Bá Châu tường thấp bất lợi cho việc cố thủ, nhưng bị Hưởng Mã Đạo công hạ trong thời gian nửa ngày. Vẻ mặt của Hứa Thái trở nên nghiêm túc, lập tức lệnh cho toàn quân vào thành đóng trại, cử thám mã đi thăm dò động tĩnh của Hưởng Mã Đạo để quyết định cho hành động của đại quân. Trịnh Hoàng Nghị nghe nói Giang Bân dẫn tàn binh bỏ chạy, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, cũng thấy lo lắng vô cùng. Người này là nhân vật quan trọng của quốc công chỉ định, liên quan tới sự an nguy của quốc công. Hoa Ngọc đã chết rồi, nếu người này xảy ra chuyện, vậy hiểu rõ về chân tướng phản loạn Bá Châu như thế nào đây? Đại quân đóng trại, Trịnh Hoàng Nghị liền lặng lẽ đi gặp Hứa Thái, nói hết những lo lắng của mình cho y nghe. Hứa Thái cũng gấp gáp đi tìm Giang Bân, nhưng hiện tại quan trị Bá Châu đã bị phá hủy hoàn toàn, đại quân như người mù cưỡi ngựa mù, không hiểu gì về tình hình hiện tại. Huống hồ đại quân chỉ mang theo quân lương hơn 2 ngày, quân nhu cũng đều ở phía sau, không thể để quân đội cứ dò đường mờ mịt như vậy. Hai người bàn bạc hồi lâu, quyết định cử ra một đội nhân mã nhỏ do Đỗ Ban Đầu, Hồ Ban Đầu và một số nha dịch dẫn đường, hóa trang thành một đội quân chạy nạn, đi khắp nơi nghe ngóng thông tin về Giang Bân. Nếu có thể tìm được gã thì bảo gã lập tức đến Bá Châu gặp mặt, đồng thời lục soát tình báo của bọn Hưởng Mã Đạo. Một đội thám mã được phái đi, Trịnh Hoàng Nghị tới trong thành đã để lại một số ký hiệu, hy vọng người của nội sưởng của mình có thể kịp thời tới liên lạc. Nhưng Bá Châu đã gây tới tận Thiên Triều rồi, cho nên đường đưa tin trong chiến loạn đều bị phá hết. Chỉ còn lại nhân viên tình báo căn bản là từng người tự chiến. Nhân viên truyền tin cố định, điểm nút truyền tin đã không còn tồn tại, hiệu suất biến đổi cực thấp, chờ rất lâu cũng không có ai tới tụ hợp. Trịnh Hoàng Nghị cũng chỉ có thể mong ngóng trời xanh bảo vệ sớm đã nhận được tin của Giang Bân. Trong bãi cỏ lo bên ngoài Triệu Gia huyện Văn An, Giang Bân đã dẫn theo hơn 10 huynh đệ trốn vào trong đó. Huynh đệ dưới trướng rất nhiều người bị tổn thương. Một binh lính kéo vạt áo xuống để băng bó vết thương, oán hận mà nói: "Còn mẹ nó, những người nông dân này quả thực lực kinh người quá đáng. Đại nhân, những tên Hưởng Mã Đạo này còn hung dữ hơn cả Thất Tử, chúng ta mau chóng chạy trốn đi thôi." Giang Bân lười biếng nằm trên bãi cỏ lau, gối đầu lên hai thanh đao, nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên đám cỏ lau nói: "Lợi hại cái rắm gì, nếu nhân mã của ta là huynh đệ biên quân chúng ta, uất đức như vậy hay sao? Đều là lính bản địa, chiến lực kém chút không nói, vừa nghe nói các nơi náo phỉ, ngay cả tướng tá cũng đều chỉ lo tới người nhà của họ, như thế nào? Trong lòng đều có quê hương của mình, người thân của mình, lòng người không đồng đều. Ta vừa mới tới đã không dọn nổi đống phế vật này, bằng không..." Gã nói tới đây bỗng cào nhào ngồi dậy, thấp giọng nói: "Chớ có lên tiếng." Nói xong liền xua tay ra hiệu mọi người đừng nói nữa, đồng thời khẽ xách chui đao lên. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, hình như có người đang xuyên qua bãi lau đi vào. Các bộ hạ đều cầm đao lên nín thở chú ý. Một lát sau, một bóng người xuất hiện, hai binh lính liền dữ dằn nhảy tới, một đao đã hạ người đó té nhào xuống đất, mũi đao đặt ngang cổ người đó khiến người đó sợ hãi: "Tha mạng, tha mạng, tiểu nhân chỉ là một người dân bình thường, các tướng sĩ khai ân, khai ân." Giang Bân yên lòng khẽ quát: "Im miệng, còn ở Mỹ ta thịt ngươi." Người này bị hai binh sĩ xách tới, hóa ra là một người phụ nữ mập mạp trắng trẻo, dáng người căng tròn, da mịn thịt mềm, đầu còn quấn chiếc khăn vải xanh, nhìn đúng là dáng vẻ của người nông dân, chỉ là nhìn thân hình đó có chút giống với người nhà địa chủ sống ăn nhàn sung sướng. Giang Bân nghi ngờ đánh giá một lượt. Người phụ nữ đó nhìn Giang Bân chằm chằm, đôi mắt nhỏ bỗng mở to ra, bỗng nhiên cả hai cùng đồng thanh kêu lên: "Là ngươi, là ngươi!" Người đó vui mừng vỗ ngực nói: "Làm ta sợ đến chết, tưởng là gặp loạn phí. Giang đại nhân, sao ngài lại trốn ở đây?" Giang Bân hừ một tiếng nói: "Ta có trốn đâu, người của ta bị đánh bại rồi, chỉ là dẫn người tới đây dưỡng thương một chút thôi. Mà kiều huyện lệnh, sao ngươi... huyện công an của ngươi cũng bị loạn phỉ công hãm rồi sao?" Huyện lệnh công an Kiều Ngữ Thụ đóng giả một người phụ nữ, y giật vải xanh từ trên đầu xuống, lau mồ hôi trên mặt đi nói: "Còn không phải sao, công an làm gì có binh lính gì, Hưởng Mã Đạo tấn công một trận, ta thấy cần cờ đã mất rồi,
mau chóng thay áo quan bằng một bộ xiêm y phụ nữ mà chạy đi. Bọn chúng chỉ lo cướp đồ, cũng chẳng ai để ý tới ta. Giang Bân bĩu môi nói, mà với cái bộ dạng này của ngươi, bọn chúng cũng chẳng muốn động tới. Sao một người, ngươi cũng không mang đi là sao? Kiều Chi Huyện khóc lóc thảm thiết nói, chẳng quan tâm nữa, cố ăn ta không dám trở về, lặn lội chạy tới đây. Trên đường ta nghe nói triều đình đã cử đại quân tới, bây giờ đang đóng quân trong thành Ba Châu. Nhưng ta có trách nhiệm giữ gìn đất đai, đi không được, trở về cố ăn cũng không được. Điều này thực sự là tiến thoái lưỡng nan mà. Giang Bân vừa nghe nói đại quân triều đình đã tới, liền vui mừng. Sao, triều đình phái binh tới sao? Ha, vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức trở về Ba Châu. Kiều đại nhân, thủ hạ của ông chính là Tam Ban Nha Dịch, có trách nhiệm giữ đất sao? Giữ đất cũng chẳng khác nào giữ dân. Ông cũng đừng trốn chạy nữa, theo ta trở về Bá Châu. Ta giúp ông nói vài câu, nói ông dẫn nha dịch liều chết trấn thủ, nhưng địch mạnh, ta yếu. Sau khi Cố An thất thủ, vốn đã muốn cùng thành tiêu vong, may mà bổn quan dẫn quân tới chiến đấu cùng kẻ địch mới cứu được ông ra. Như vậy chẳng phải là không có trách nhiệm gì nữa rồi hay sao? Giang Bân nói xạo vài ba câu, công lớn đã trong tầm tay. Kiều Ngư Thụ nghe xong cũng cảm kích đến rơi nước mắt, liền lấy đôi tay bóng nhảy ôm lấy Giang Bân, mắt rưng rưng lệ mà nói, đa tạ Giang đại nhân, đa tạ Giang đại nhân. Giang đại nhân quả đúng là cha mẹ tái sinh của ta. Kiểu mỗ không biết lấy gì đền đáp. Ta có một người em gái ở nhà. Giang Bân liền khoát tay nói, miễn đi miễn đi, em gái ngươi thôi đi. Ây da, vương tiểu mỹ nhân ta vừa mới cưới về kia, binh lính đã hoang mang hoảng loạn, 8-9 phần xem như là xong rồi kìa. Gã tiếc nuối lắc đầu, cầm song đao lên nói, đi thôi, người gia nhập loạn phỉ quá nhiều, khắp nơi đều là người. Hơn nữa Lưu Lục Lưu Thất dường như là đang theo dõi động tĩnh của ta. Còn bà đó chứ, chúng ta đi theo đường nhỏ tới Bá Châu nào. Gã dẫn theo hơn 10 người men theo bãi cỏ lau, bỗng khoắt tay về phía sau dừng lại, lập tức nằm sấp xuống. Người phía sau cũng theo đó núp xuống dưới. Kiều Ngư Thụ bỗng thấy căng thẳng, cả người như nằm dạp xuống. Dầm một tiếng, binh lính bên cạnh thấy thế muốn chửi má nó. May mà người bên ngoài cũng đang vội vàng chạy thoát chết, căn bản không ai chú ý tới. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo bào xanh ôm một bé gái trong lòng, tay phải dìu một người phụ nữ xinh đẹp, yểu điệu, thục nữ đang men theo bãi cỏ lau mà đi. Người phụ nữ xinh đẹp đó là người bó chân, trên con đường gập ghềnh chạy nghiêng trái, nghiêng phải, dù có người đàn ông đó đỡ nhưng vẫn thất thểu đi. Giang Bân vừa muốn vươn người ra gọi người, lại nghe thấy phía sau người đó có tiếng hét đuổi theo, liền nằm sấp xuống. Qua kẽ cỏ lau, chỉ thấy người phụ nữ đó nghe thấy tiếng gọi đuổi theo, trong lòng lo lắng, suýt nữa chật chân, đau đến quỳ thụp xuống dưới. Người đàn ông đó có đôi mắt to, mày rậm, tục tằn, vội hỏi nói, nương tử, nàng sao vậy? Người phụ nữ đó khóc lóc, hu hu nói, tướng công, nô gia đi không nổi nữa rồi, chẳng mau dẫn con chạy trốn đi, đừng lo cho thiếp. Người đàn ông liền nói, vậy sao được chứ, mau đứng lên, ta cõng nàng. Đúng lúc này, truy binh đã tới. Người đàn ông quay lại nhìn, lo lắng, đặt đứa bé 5-6 tuổi xuống nói, chồng nó mẹ, không được đi đâu. Nói xong, liền quay người đi đón tiếp. Không ngờ người đàn ông này lại là người có bản lĩnh như vậy. 3-4 người đàn ông đuổi tới, có đao, có côn, y tay không cũng có thể đối phó. Chỉ là có chút cố kỵ, không dám làm tổn thương người ta, chỉ hét lên, Triệu Mỗ chỉ là người dân bình thường, trừ vị hảo hán hà tất phải vất vả, bức bách như vậy. Một loạn binh nhìn trộm người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa bé gái đó, cười dâm đãng nói, tiểu nương tử thật là xinh đẹp, xinh đẹp thật là hiếm thấy à. Nói xong liền tăng lực ở dưới chân, chạy tới kéo bé gái xuống. Người thiếu phụ thét lên một tiếng, đã bị hắn ta đẩy té nhào xuống đất, liền xé áo nàng. Tướng công, tướng công. Người phụ nữ mắt đẫm lệ, điên cuồng kêu cứu. Người đàn ông quay đầu lại nhìn, giận tím mặt, vốn còn chưa dám làm tổn thương người khác, lúc này liền giơ 2 nắm đấm lên, xông tới đánh tới tấp, không ai có thể làm gì được, dồn ép mọi người. Hổ nhảy một bước, mạnh mẽ lao tới, bổ nhào về phía người đàn ông đang thất lễ với thê tử mình. Y tung một chưởng vào huyệt thái dương, kẻ kia bị đánh tung ra, chết ngay tại chỗ. Đám loạn phỉ kinh hãi nhìn, liền xông tới. Người đàn ông kia nhặt chiếc côn bên cạnh thi thể đã chết lên, vung vù vù. Mấy tên loạn phỉ không thể lại tiến lại gần được. Đúng lúc đó, phía sau lại có một đội Hưởng Mã Đạo đuổi tới. Người đàn ông dẫn đầu chính là Lưu Lục. Trong lòng Giang Bân bỗng thấy kinh hoàng, biết hắn ta xuất hiện, tặc phỉ theo đuôi tất sẽ nhiều. Mình bày mưu kế giết chết biểu ca của mình, Lưu Lục hận mình tới tận xương tủy. Nếu hôm nay bại lộ hành tung, khó mà thoát nổi cái chết. Do đó liền nằm sấp xuống đất, nín thở, không dám lên tiếng. Lưu Lục nhìn người đàn ông đó võ nghệ không tầm thường, thần uy lẫm liệt, quả nhiên là một người đàn ông giỏi, liền vẫy tay nói, bước lên vài bước, chớ làm tổn thương tới hắn ta.
đám Hưởng Mã Đạo bên cạnh Lưu Lục liền có mấy người lao ra. Người đàn ông đó võ nghệ tuy cao nhưng khó mà địch lại được bọn chúng đông hơn, cộng thêm vợ con bên cạnh lại không dám chạy nhưng lại sợ bị bắt sống. Đao đặt lên cổ, người đàn ông vẫn không phục, hai mắt căm tức như muốn phóng hỏa. Lưu Lục bước lên phía trước quát: "Ngươi là người phương nào, dám ra ngoài sao?" Người đàn ông trợn trừng mắt trả lời: "Hay cho một tên cường đạo, ngay cả Triệu Phong Tử, huyện Văn An cũng không nhận ra sao?" Lưu Lục xưa nay kính trọng và ngưỡng mộ người có hào khí, can đảm. Y cũng là người của huyện Văn An, sao lại không biết Triệu Tú Tài, trọng nghĩa khinh tài này chứ? Liền chắp tay nói: "Hóa ra là Triệu tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tiếc là trước giờ chưa từng biết mặt, cho nên mạo phạm, xin tiên sinh lượng thứ cho." Triệu Toại đứng lên nói: "Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường của ta, hà tất phải khách khí với ta như vậy?" Lưu Lục nhướng mày nói: "Tham quan ô lại, đầy rẫy thiên hạ, ta vì bị hắn ta bức bách mà không thể không làm vụ buôn bán này. Nay được tiên sinh ở đây, nếu được trợ giúp, chỉ thị tất cả, ta nguyện phụng lệnh nhận giáo, không biết ý của Triệu tiên sinh thế nào?" Triệu Toại ngửa mặt lên trời cười lớn: "Chỉ dựa vào các ngươi cũng đòi có được thiên hạ hay sao?" Lưu Lục không kinh không giận, mỉm cười nói: "Vương hầu thừa tướng, tướng quân đâu cứ phải con dòng cháu giống. Người thắng làm vương hầu, kẻ bại làm giặc. Anh tài sau khi luận ra thành bại, tạo thành tiếng vang. Kỳ thực từ xưa tới nay, người thành bá nghiệp, trước khi đại nghiệp chưa thành thì cũng có khác gì ta đâu." Triệu Toại không ngờ tên cường đạo này lại có kiến thức như vậy, không khỏi nhìn cả bằng con mắt khác. Lưu Lục quan sát vẻ mặt, liền mỉm cười nói: "Người đâu, không được làm có dễ phu nhân và đứa bé. Cung thỉnh tiên sinh trở về thôn, Lưu Mỗ còn muốn được thỉnh giáo cẩn thận." Y biết Triệu Toại là người hào sảng trượng nghĩa, thường hay ra mặt giúp người cùng khổ, được người người yêu mến, lại bởi vậy mà bị quan phủ xa lánh. Dù có tài học nhưng thủy chung khó nhập sĩ, thủ hạ dưới tay mình không thiếu mãnh tướng, nhưng muốn thành đại sự thì lại thiếu một nhân tài mưu lược, lúc này có lòng lung lạc. Triệu Toại sớm đã bất mãn với quan phủ, lại vô cùng yêu quý vợ con, dùng cái này để uy hiếp chưa chắc không thể thành công. Vợ con Triệu Toại ở trong tay y, bất đắc dĩ chỉ còn biết theo y trở về thôn. Đám cường đạo bảo vệ xung quanh Lưu Lục bao vây dẫn Triệu Toại đi. Bãi cỏ lau gió thổi lắc lư đã quay trở lại vẻ vắng vẻ. Giang Bân liền đứng lên nói: "Lưu Lục về thôn rồi, lúc này đang là cơ hội tốt, chúng ta mau đi thôi, lập tức chạy về Bá Châu báo tin dẫn quân tới tập kích." Chiến sự Bá Châu liên miên, do vì Lưu Cẩn trong triều kéo dài, Lương Hồng đang khống chế hành động rối loạn trong quân. Chiến sự không còn bao lâu nữa, Bá Châu càng ngày càng thối nát, không thể cứu vãn được nữa rồi. Tin tức báo về trong kinh, Hưởng Mã Đạo đã thu nạp được Triệu Toại gia nhập vào Chư Sinh huyện Văn An. Triệu Toại tan hết gia tài, cùng huynh đệ Triệu Phan, Triệu Cao và gia đình 500 tá điền gia nhập phản tặc. Gã được bổ nhiệm làm phó nguyên soái của Hưởng Mã Đạo, Lưu Huệ, đổi tên thành Triệu Hoài Trung. Có quân kỷ nghiêm minh của gã, khẩu hiệu thống nhất, Hưởng Mã Đạo vốn du binh tán dũng khắp nơi cướp bóc đã bắt đầu có hành động có mục đích rồi, tấn công thành trì, giết chết quan lại, trấn áp hào thân địa chủ. Những nơi đi qua, trước tiên là mời thân sĩ địa phương nổi tiếng tới, báo cho dân chúng biết không cần hoảng sợ, chạy trốn. Bộ hạ thu nạp càng ngày càng nhiều, công hạ các huyện Bắc Giã, Nhiêu Dương, Nam Cung, Vô Cực và Đông Minh. Quan binh địa phương thấy thế mà bỏ chạy. Biên quân của Hứa Thái dù có khả năng chiến đấu, nhưng Hưởng Mã Đạo tới như gió, thông thạo địa hình, chỉ một đêm có thể rong ruổi mấy trăm dặm. Chỉ là tránh được kinh quân, chỉ lo chèn ép hào thân khắp nơi thu nạp bộ hạ. Hứa Thái chịu Lương Hồng khống chế, chỉ có thể theo sau thay họ thu dọn tàn cuộc. Hiện tại quân chủ lực loạn dân hiện tại đã gần 15 vạn người. Tin tức truyền về tới kinh thành, lục bộ chấn động, thiên tử khiếp sợ. Lưu Cẩn nhất phái thanh thế lớn, liên tiếp yêu cầu phái thêm đại quân bình phản, yêu cầu giết Dương Lăng để tạ lỗi với thiên hạ. Tình hình xoay chuyển đột ngột, vốn cho rằng có thể nhanh chóng bình ổn phản loạn, Dương Lăng cũng chẳng qua là chịu sự chỉ trích. Các quan lại cũng đã cảm giác được sự nghiêm trọng của tình hình. Kinh sư bầu trời vô tận, gió xuân ấm áp, trong lòng bách quan lại là một màn đêm u ám. Buổi tối hôm đó, Trịnh Hoàng Nghị dẫn theo một người khoái mã tới kinh sư. Dưới sự sắp xếp của Tống Tiểu Ái đã trà trộn vào Dương phủ. Đêm đó, thư phòng Dương phủ đã đèn đuốc sáng trưng suốt đêm. Đêm hôm sau, phủ đệ của các quan lớn Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, Tiêu Phương, Dương Nhất Thanh cũng đều đón một vị khách không mời mà đến. Họ chính là lo lắng cho thế cục của triều đình, vốn vẫn chưa ngủ. Sau khi bí mật tiễn khách, phủ đệ của họ lại càng đèn đuốc sáng trưng, thâu đêm suốt sáng. Cùng lúc đấy, rất nhiều văn võ bá quan kinh sư đều bị người đó dựng dậy lúc nửa đêm. Khi những vị đại nhân này lo lắng bất an từ trên giường bỏ xuống, liền mặc áo tới phòng khách. Khi mặc áo đi vào phòng khách, cầm bái thiếp, Tiêu Các Lão, vị khách thần bí đợi trong phòng,
cười dài, dâng lên một chiếc cháp, sau đó không nói gì, chắp tay liền cáo từ. Trong khi họ lòng còn đầy nghi ngờ, mở chiếc hộp ra, bên trong để đều là thư, lễ vật và tranh chữ của mình và Lưu Cẩn. Đám người Mưu Bân, Đới Nghĩa, Trương Vĩnh cũng đã thức trắng đêm không ngủ. Càng khó có được chính là lại làm việc qua đêm ở Bắc Trấn Phủ Ti, quân khí cục. Có người đích thân cầm thư của Mưu Bân tới gọi cửa. Bên trong tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên trong đêm, không biết được đang tạo ra từ những thứ gì. Lão nhân các đêm vô cùng hiếu kỳ, tiếc là các cổng đều là tâm phúc của Mưu Bân, căn bản không dễ để cho bất kỳ kẻ nào bước vào nửa bước. Trời sáng rồi, bách quan lại lâm triều. Lý Đông Dương ôm một bức cáo thị an dân của Triệu Toại đích thân viết, trên đó còn kiệt ra 30 tội lớn, 60 tội bé của Lưu Cẩn và lý do khởi binh thảo phạt triều đình. Y đứng trước mặt bách quan, vẻ mặt đầy tinh thần. Cứ như vậy, vị thủ phụ đại nhân thích cửa nhà mà phía sau từ từ bày bố cục này, biết giờ này, ngày này là cần phải bước lên trước đài, đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Uy quốc công phủ vẫn được bảo vệ dưới sự nghiêm cẩn của thị vệ thân quân, nhưng Dương Lăng lại mặc chiếc long bào đai ngọc, ngồi nghiêm chỉnh trong thư phòng. Trước mắt là một ly trà thơm gói bay mờ mịt. Hắn hiện đang bị giam lỏng, nhưng bộ dạng này giống như là sắp lên triều gặp vua vậy. Đối diện với hắn là một vị hổ tướng mặc giáp trụ, lại cố ý làm chảy xước vết thương, mặt bôi đầy máu tươi, trong tay cầm chiếc quạt nhỏ đang cố gắng quạt, giống như là sắp quạt hết vết máu đó đi vậy. Kỳ lạ, một sự kỳ lạ khiến người ta hoảng sợ. Tinh thần Lưu Cẩn phấn chấn lên điện, nội thần vốn không có tư cách luận chính, nhưng những ngày này Lưu Cẩn vẫn luôn luôn là thường khách của triều đường. Đêm qua cùng với mấy vị tâm phúc luận bàn một đêm, lại có chút buồn ngủ. Thế nhưng y lại đầy ý chí chiến đấu. Y quyết định phải lợi dụng tình hình đại loạn của Bá Châu, hôm nay đốc hết sức lực và lật đổ Dương Lăng hoàn toàn, khiến cho hắn khó mà chờ mình được. Một người mặc áo mãng bào, trước ngực vạt sau còn có hai tay áo, tổng cộng có 4 con mãng xà. Tọa mãng bào trong triều chỉ có Lưu Cẩn và Dương Lăng là có được vinh dự đặc biệt này. Nhưng từ nay về sau, thiên hạ chỉ còn lại có một mình y, thực sự là người dưới một người trên vạn người. Lưu Cẩn mỉm cười, tay đè lên đai ngọc, nhìn về phía bách quan giống như một vị quân vương nhìn thần tử thần phục dưới chân mình vậy, kính cẩn nghe theo. Bỗng nhiên y cảm thấy có chút kỳ lạ, một đôi mắt kia có chút lạnh lẽo, giống như dã thú ăn thịt vậy. Một ý nghĩ không rõ ràng bỗng hiện lên, ớn lạnh từ sống lưng đi lên. Đúng lúc này hoàng đế chính thức lên triều, y mặc long bào, đầu đội rực thiên quan, long bào ngũ trảo kim, bố trí trên kim điện nghìn năm không đổi. Bách quan trên triều cũng không thay đổi. Ánh mặt trời ngoài điện, mùa xuân về trăm hoa khoe sắc, bầu không khí trong lành, tất cả đều vẫn đẹp như vậy. Nhưng Lưu Cẩn lại thực sự cảm thấy có một luồng sát khí, một luồng hận ý của vô số người ngưng tụ lại thành sát ý. Hoàng đế ngồi trên ghế cao, văn võ bách quan cũng theo lễ nghĩa cùng hô vạn tuế đã xong. Lưu Cẩn còn có chút hoảng hốt, Trương Thái Thái Y có chút tâm thần bất định. Ti điện thái giám liên tiếp hỏi hai lần câu có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều. Y cũng không có phản ứng gì, trong lòng quính lên, bước lên trước một bước nói: Hoàng thượng, thần có bản tấu. Cục thế Bá Châu phản loạn càng ngày càng căng thẳng, dân chúng đều phiêu bạt khắp nơi. Có những nạn dân đã chạy vào trong kinh, hưởng mã đạo hoành hành dữ dội, tất cả đều vì uy quốc công Dương Lăng đối với hành động chiêu hàng phản nghịch, cuồng vọng, không chịu hối cải này mà dẫn tới nuôi hổ thành hóa. Thần cho rằng bên trong phải nghiêm khắc giết Dương Lăng, bên ngoài bình định phản loạn để an ủi lòng dân. Tội của uy quốc công rất rõ ràng, hoàng thượng không thể từ bi thêm nữa, nên lấy Giang Sơn giã tắc làm trọng. Đám người Lưu Vũ đồng loạt quỳ gối, khẳng khái, trần từ, phần lớn đều là Dương Lăng không chết, kỷ cương bại hoại, mất đi lòng dân, mà thế phản loạn khó bình. Từ tận đáy lòng chính đức, không cho tội danh này là đúng. Tứ Đại Khấu, Đông Hải cũng là do Dương Lăng chiêu hàng, bây giờ vùng Duyên Hải yên ổn, có không ít công lao của những người này. Nếu tất cả đều chỉ vào triều đình, từ đầu tới cuối, luyện binh, làm thuyền mới, vậy thì tốn bao nhiêu ngân lượng đây? Hưởng mã đạo Bá Châu mấy trăm người, trời biết họ có thể gây loạn tới mức như vậy đây. Nhưng y là hoàng đế, Bá Châu phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, tất có người phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Đây không phải là cho người dân một câu trả lời thỏa đáng, cũng là kỷ cương triều đình. Nếu không sẽ kích động thanh thế đại loạn lớn hơn nữa. Người liên quan không bị chế tài, bách quan lại học theo đó, không sợ quốc pháp, không sợ kỷ cương, uy tín của triều đình sẽ không còn lại gì nữa rồi. Chính đức thầm thở dài. Dương Khanh vốn là phụng chỉ kê biên tài sản, quản lý thêm nhiều việc nữa, tất cả đều là vì lòng trung thành. Đáng tiếc những tên hưởng bá đạo bất tuân đó lại gây nhiễu loạn như bây giờ. Phải làm thế nào đây? Quần thần muốn trấn an, lòng dân muốn trấn an, kỷ cương không thể không tuân theo được. Hay là phạt nửa năm bồng lộc ư? Liệu có nhẹ quá không?
Chính Đức không nghĩ ra được ý kiến nào, không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phương. Thế lão nhìn không chớp mắt, đứng im, trong lòng có chút tức giận, hung hăng lườm lão một cái. Hai ngày nay, nhất phái Lưu Cẩn vẫn luôn chú ý, chỉ cần đề cập tới chuyện trừng trị Dương Lăng thôi, đám người Tiêu Phương sẽ như đám lửa bốc lên, xông vào mà thảo luận. Cách này sử dụng một ngày, Chính Đức sẽ cơ giải thêm một ngày. Hôm nay Tiêu Phương không lên tiếng, không phải là vì cổ họng bị câm rồi đấy chứ? Lão già này, cái gì cũng không hiểu, trở về nhà, ngươi cũng không phải là uống quả lười ươi rồi hay sao? Thật là vô dụng. Lý Đông Dương nhìn sắc mặt của y, cười thản nhiên, bỗng bước ra khỏi hàng mà tấu. Hoàng thượng, thần có bản tấu. Việc đã tới nước này rồi, do phản tặc Bá Châu gây loạn, muốn dâng tấu lên hoàng thượng. Cuối cùng cũng có người ra mặt, Chính Đức thở phào nhẹ nhõm, thẳng người lên mỉm cười. Lý tiên sinh cứ nói đừng ngại. Lý Đông Dương nghe thấy thế, hai mắt bỗng ướt xúc động. Ngày xưa, chỉ có hoàng trị đế, không xưng thần, mà gọi nội các tam lão là tiên sinh. Điều đó đều đã rất lâu rồi, khó mà có được những lời tôn trọng của hoàng đế. Lý Đông Dương chấn tĩnh cơn xúc động, cúi người nói. Hoàng thượng, phản loạn Bá Châu, hưởng Mã Đạo, tung hoành ở các phủ đạo. Trong vòng mười mấy ngày, đã có hàng trăm người gia nhập vào, làm cho số người phản loạn lên tới hàng ngàn người. Hơn nữa, còn đi khắp nơi triều binh mãi mã, dán cáo thị, rộng rãi mua chuộc lòng dân. Ở đây thần có một bản cáo thị, an dân triều binh của một tên tặc, xưng là Triệu Hoài Trung viết. Nội dung có lý do hưởng Mã Đạo tạo phản, trình lên trên hoàng thượng. Sao? Cáo trị an dân triều binh ư? Trong lòng đám người Lưu Cẩn bỗng thấy kinh sợ, nhìn lão hồ ly đó từ từ lấy ra một tờ giấy trắng, chỉnh tề từ trong ống tay áo. Trong lòng ai nấy cũng đều căng như dây đàn. Hoàng đế Chính Đức cười lạnh mà nói. Tặc tử không an phận, phản lại chấm còn tạo ra lý do gì sao? Mang lên đây, chấm muốn nhìn xem chúng nói những gì. Đỗ Phủ liền bước xuống bậc thềm, lấy tờ cáo thị đó ra từ trong tay Lý Đông Dương, quay trở lại cung kính đưa cho Chính Đức. Văn võ toàn triều thấy rõ mà không nhìn rõ, vẫn nghiền cổ nhìn về phía đó. Chính Đức liền lấy tờ giấy trắng ra, vẻ mặt cười lạnh. Nhưng khi mở tờ cáo thị đó ra, nụ cười trên mặt bỗng dần biến mất. Y nhíu chặt hai hàng mày lại, cuối cùng giầm một cái, vỗ long thư án tức giận mà quát. Khốn kiếp, bọn đám hưởng Mã Đạo dám vừa phép bắt cóc tống tiền. Lương Hồng thân là chấn thủ, nhưng lại còn ác độc hơn cả bọn hưởng Mã Đạo. Giặc trong giặc. Lời này của Triệu Hoài Trung quả không sai. Hóa ra là hắn ta bị ép làm phán, lại còn giá họa cho Dương Thị Độc. Người này quả thực là đáng chết mà. Ban đầu Lý Đông Dương còn ngây người ra, sau đó thở dài, chắp tay nói. Hoàng thượng, đây chính là lý do bọn hưởng Mã Đạo hàng rồi lại phán. Sau đó còn có 30 đại tội, 60 tội nhỏ mà Triệu Hoài Trung đã liệt kê ra. Từng tội đều trực tiếp kiện Tiên Lễ Giám Lưu Cẩn. Cho nên tờ cáo thị này ra đời, bách tính đều hưởng ứng, phản loạn càng ngày càng mở rộng. Lưu Cẩn trên triều hôm nay là chỉnh Dương Lăng, không ngờ lại bị Lý Đông Dương xoay chuyển tình thế, đổ hết lên đầu của y. Lưu Cẩn giận tím mặt, bước lên phía trước một bước, nói: làm gì có cái lý này? Lời của phản tặc cũng đáng tin hay sao? Nếu như vậy, từ nay về sau có kẻ tạo phản, chỉ cần chỉ ra là quan bức bách, là chụp tội lên đầu thần tử ở trong triều. Triều đình đó liệu có phải là đang giúp phản tặc hay không? Truy sát đại thần tạ tội hay không đấy? Lý Đông Dương cười thản nhiên nói: Lưu công công, bổn quan chỉ là mang tờ cáo thị của phản tặc dâng lên hoàng thượng. Công đạo tự ở lòng dân, hà tất đông lại kích động như vậy? Sự việc rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng cũng phải tra ra manh mối. Ai nói chỉ dựa vào tờ cáo thị của phản tặc để định tội đấy? Lưu Cẩn bị ứ họng lại. Lưu Vũ liền bước ra điểm như nói: Lý đại học sĩ, tờ cáo thị này của phản loạn từ đâu mà ngài có vậy? Lý Đông Dương mỉm cười nói: Lưu thượng thư muốn nói cái gì vậy? Lưu Vũ liền hư một tiếng nói: Hạ quan thẹn vì binh bộ thượng thư nắm quyền chiến sự, về chuyện này lại không rõ chút nào. Đại học sĩ nội các thủ phủ không biết tờ cáo thị này là từ đâu tới vậy? Nếu có quan viên địa phương dâng tấu, phải qua thông chính ty, Ti Lễ Giám trình lên hoàng thượng. Hành động hôm nay của đại học sĩ cho thấy la lịch bất chính, hành động lén lút giống như sớm có âm mưu rồi. Hay là chủ yếu là nhằm vào Lưu công công vậy? Lý Đông Dương bật cười ha hả, vuốt râu nói: Lưu thượng thư sai rồi. Cáo thị này của bổn quan chính là tới từ binh bộ, còn về phần đi không theo quỹ đạo bình thường, tự cất trong áo, trước mặt hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Vũ kinh ngạc, thất thanh nói: Vật quan trọng như vậy, sao ta chưa từng nhìn thấy vậy? Lý Đông Dương phất tống tay áo một cái nói: Tờ cáo thị này là môn sinh thiên tử, tổng binh ngoại tứ gia quân tướng quân Hứa Thái khi truy sát phản tặc, chiếm được trấn huyện, báo cáo lên binh bộ.
Thị lang Dương Nhất Thanh, đại nhân nhận được cáo thị này, biết chuyện đã lớn rồi, không dám giấu giếm, nên giao lại cho bổn quan. Lưu Vũ đỏ bừng mặt lên nói: chuyện này không hợp với quy tắc, sao ông ta nhận được cáo thị lại không bẩm tấu cho bổn quan biết vậy? Sao lại thông qua thông chính ti dâng lên hoàng thượng vậy? Rõ ràng là các người thông đồng với nhau, âm mưu hãm hại mà. Hoàng thượng chính đức nghe thấy họ bắt đầu cãi nhau, không nhịn được nữa, liền giơ tờ cáo thị lên nói: không cho ngươi biết là đúng, không qua thông chính ti cũng là đúng. Trên tờ cáo thị này của tên Triệu Hoài Trung gì gì đó, điều thứ 6 của 30 đại tội, kết bè kết đảng, lấy công thiên hạ, làm tư thiên hạ, Lưu Vũ Tào Nguyên, Lưu Vũ Định Nọt, vân vân. Cáo chính là ngươi, Dương Nhất Thanh đương nhiên không dám đưa cho ngươi rồi. Điều thứ 8, một tay che trời, thông chính ti sắp xếp, tỷ lệ dám độc chiếm đại quyền, lừa dối thiên tử, bức bách bách quan. Điều này Dương Nhất Thanh không thông qua thông chính ti cũng là đúng. Người này làm việc rất có cân nhắc à. Những lời này được nói ra từ miệng của y dường như chẳng có chuyện gì, nhưng lại khiến cho những người được đọc tên ra sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Chính đức còn chưa nói xong, Lưu Cẩn đã quỳ xuống phía trước, hai đầu gối chạm đất, mặt cúi sát nền nhà, bái lạy: lão nô oan uổng hoàng thượng. Cùng với những người được chính đức đọc tên ra đều quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, luôn miệng kêu oan. Chính đức kinh ngạc nói: các người kêu cái gì, đứng hết dậy đi. Phản tặc tạo phán đương nhiên sẽ lấy một lý do đường hoàng của mình để mê muội dân chúng, tạo dựng cho mình danh tiếng tốt thay trở hành đạo. Chấm lại theo cáo thị của phản tặc để định tội của các ngươi sao? Thật nực cười. Nhưng họ đã hàng rồi, hơn nữa còn làm quan, triều đình đối xử với họ không thể nói là không hậu hĩnh được. Họ lại lật lọng công khai tạo phán, trong đó đương nhiên là có ẩn tình rồi. Lương Hồng xảo trá vừa vét tài sản, họ bị ép tạo phán, chỉ e là 10 người thì có tới 8-9 người chính là thật tình. Chuyện này phải nhanh chóng điều tra cho rõ. Trong lòng Lưu Cẩn cảm thấy yên tâm một chút, liền đứng dậy nói: hoàng thượng anh minh, phản tặc muốn mê hoặc lòng người đương nhiên phải ra sức nói xấu triều đình rồi. Những tên đạo tặc này không tuân theo pháp luật, không theo lễ pháp, sau khi quy hàng không chịu được sự ràng buộc của triều đình, vì vậy mới nổi binh tạo phán. Chưa chắc đó là do Lưng Hồng bức bách vừa vét tài sản. Lão nô cho rằng hoàng thượng cũng nên cẩn trọng, tránh làm oan uổng lòng tận trung của kẻ bề tôi. Tào Nguyên liền nói: đúng vậy, đúng vậy. Tờ cáo thị này rõ ràng là bọn tặc nói bậy nói bạ, bịa đặt dối trá. Những lời phản nghịch của chúng sao có thể lấy được lòng tin đây? Lưu Công Công bị nghịch tặc hận, chứng tỏ ông ta trung thành với hoàng thượng, cho nên phản tặc mới hận thấu xương. Mong sao hoàng thượng chặt đi cánh tay của mình. Tiêu Phương liền bước ra khỏi hàng tấu: hoàng thượng, mấy hôm trước Quỳ Quốc Công và Lưu Cẩn đối chất trên triều đã liệt kê ra hàng loạt tội trạng, rất nhiều tội phù hợp với những tội mà Triệu Hoài Trung lên án công khai. Hoàng thượng không nên xuất phát từ lời nói của phản tặc mà xem nhẹ sự việc. Lưu Cẩn đương nhiên tự nhận thấy quang minh lỗi lạc, thần xin hoàng thượng công bố cáo thị của phản tặc Triệu Hoài Trung trước quần thần để mọi người luận đoán. Các lão thần Dương Đình Hòa, Vương Hoa, Dương Thủ Tùy đồng thời lên tiếng, lần lượt bước ra khỏi hàng khẩn xin. Bách quan vẫn luôn đứng im lặng cũng bắt đầu xôn xao, tiếng nói ngày càng lớn, khiến cho Đỗ Phủ cũng thấy được khí thế của quần thần, đã khó mà khống chế được, không thể không cao giọng hét lên im lặng. Chính đức nhíu mày: tình hình này dường như là mọi người được nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị cho một cuộc đại chiến của bách quan. Y liền đưa tờ cáo thị cho Đỗ Phủ ra hiệu: người đọc đi. Đỗ Phủ cung kính một tiếng, liền cầm lấy tờ cáo thị, hai tay mở ra cao giọng đọc lên. Giọng của Đỗ Phủ đầy nhịp điệu, vừa đọc tới hai tội trạng, trong bách quan bỗng có người lớn tiếng hét lên: khoan đã, thần có bản tấu. Nói xong, một người bước lên, tiến tới phía trước quỳ gối, cao giọng nói: hoàng thượng, Lưu Cẩn tham ô vô độ, loạn chính trái pháp luật, cướp đoạt của cường hào. Thần cho rằng thực sự là có việc này. Thần ở Đốc Sắt Viễn vừa mới nhận được trình báo của địa phương. Y nói xong, liền lấy từ trong ống tay áo ra 6-7 báo cáo của các quan địa phương gửi tới mấy tháng trước, cung kính nói: quan địa phương ai nấy đều tố giác chuyện này rất nhiều. Lưu Cẩn đã sai thuế giám thu thuế hoành hành, tùy ý làm bậy. Vốn ruộng 5 mẫu đề ra thu tiền thuế 10 mẫu, vốn ruộng 50 mẫu đề ra thu 100 mẫu, đã khiến cho dân chúng rơi vào cảnh lầm than, sống không yên ổn. Ông ta đo đạc đất đai, nói là vì nước, lại kiếm tiền bỏ túi riêng, đem lượng lớn đất tư quy về quốc khiếu để hòng lấy thành tích cá nhân, hại dân chúng trôi giạt ở khắp nơi, đi tới những vùng xa xôi mưu sinh. Quan lại được cử đi không giúp kẻ xấu làm điều ác, đã bị cán tội lợi dụng, không làm tròn trách nhiệm, chịu sự trừng phạt của ông ta. Thế nào cũng được hàng vạn vàng, tiền hối lộ, mới bằng lòng phóng thích kìa.
người này là Tả Đô Ngự Sử, Đô Sắt Viện, Địch Đại Nhân. Y nói xong liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám người Lưu Cẩn trừng mắt nhìn y, nhìn bộ dạng đó hận là không thể một tiếng một miếng mà nuốt chửng y. Lão Địch không để ý liền đứng lên, lùi ra sau một bước, đứng trở về hàng bất động. Lưu Cẩn tức giận nghiến chặt răng lại: Lão thất phu này dám ăn gan hùm mật gấu sao? Lúc trước chính là lúc cầu xin ta làm việc, lúc này chính là lúc lịnh nọt nhìn sắc mặt ta. Y không lo những thư tín lịnh nọt mình bị chuyển ra ngoài hay sao? Hỏng một đời thanh danh hay sao? Lưu Cẩn đang còn hồ nghi, Đỗ Phủ đã ngừng lại một lúc, không thấy ai ra hiệu, liền đọc tiếp. Y vừa đọc được hai hàng, lại có người bước ra khỏi hàng quỳ gối nói: Hoàng thượng, Lưu Cẩn lộng hành, chuyển nhiều ý chí, giả mạo chỉ dụ, làm bại hoại chính thể tổ tông, thần cho rằng không thể xem nhẹ được. Thái tổ hoàng đế đã bỏ chức vụ thừa tướng, thiết lập nội các, thông chính ti chức quyền mà trị, chính là vì để phòng tránh độc tài, tự ý vi phạm pháp luật. Lưu Cẩn ỷ vào sự tín nhiệm của hoàng thượng, ngoài bách quan Tấu Trần và Bạch Bản ra còn có Hồng Bán, tất cả được Lưu Cẩn đọc trước, sau đó mới trình lên hoàng thượng. Hoàng thượng ngài mới đọc và phê duyệt tấu chương này. Trước khi người chưa kịp đọc, Lưu Cẩn đã truyền lệnh xuống xử lý như thế nào rồi? Thử hỏi, đây không phải là giả mạo chỉ dụ thì là cái gì? Đây không phải là lừa dối hoàng thượng, độc tài đại quyền thì là cái gì? Lưu Cẩn lại hung hăng nhìn lại, lại là học sĩ Hàn Lâm Viện, Lư Sĩ Sâm. Lưu Cẩn liền cãi lại: Tất cả những chuyện mà ta đã làm đều là thay hoàng thượng làm việc, thi triển quyền uy của hoàng thượng, vì hoàng thượng phân ưu, vốn là trách nhiệm của ta. Nhặt chọn tấu chương, chọn ra thứ chính là thứ yếu, là có gì sai đây? Người rõ ràng là được mọi người tin tưởng, đổ tội cho ta. Lưu Cẩn chỉ trích chưa xong, Hàn Lâm Vương Tử Văn liền bước ra thay Lưu Sĩ Sâm biện giải. Người này là Thành Quốc Công Chu Cương thay cháu nội, mời giáo sư Tây Tịch. Mặc dù là một lão Hàn Lâm, bình thường rất bình tĩnh, chỉ lo mò mẫm chú khoản thu nhập bên ngoài, một ông già như vậy cũng đứng ra đối đầu với mình, Lưu Cẩn thấy mũi mình như đã vẹo đi vậy. Đám người Trưng Thái cũng thầm cảm thấy hoảng sợ. Người hôm nay bước ra đều là những người mấy ngày trước ngồi im bất động quan sát tình hình, làm cỏ đầu bờ tường bất động thanh. Đặc điểm chính của cây cỏ đầu tường chính là không đúng hướng gió thì tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện thái độ, mà một khi đã thấy được hướng ra, đó tuyệt đối còn nhảy ra còn nhanh hơn là bộ hạ trung thành nhất của đối phương, càng tỏ lòng trung thành. Hận là không phải tất cả mọi người đều họ reo phất cờ, chỉ có họ mới là chủ lực quét gian đỡ chính. Những người này ra mặt là có ý gì đây? Liệu có phải là có đại sự gì đã xảy ra mà mình vẫn chưa được biết không đây? Hoảng sợ và điểm xấu giống như một đám mây u ám từ từ bao phủ lên lòng của họ. Cùng với 30 đại tội, 60 tội nhỏ được Đỗ Phủ lần lượt đọc lên, các quan lại bước ra càng ngày càng nhiều, trong đó còn có rất nhiều quan viên mà họ vốn cho rằng họ có thể khống chế được. Hàng loạt tội danh cũng muôn hình vạn trạng, càng ngày càng ly kỳ, hấp dẫn. Cái gì hối lộ, nhận hối lộ, mưu quan bán tước, bức hại trung lương, độc chiếm triều chính, tích lũy riêng võ sĩ, tư tàng binh khí, khởi binh gây biến, .. từng điều đều đưa vào chỗ chết cả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 176 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 177.